tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học trung học cơ sở. Tưởng Duy Hải chủ biên, Kim Phương Hà, Lưu Thị Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Nhàn, Phạm Quỳnh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Lời nói đầu, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong đang được triển khai đồng bộ trong hệ thống giáo dục nước ta. Sự đổi mới được nhấn mạnh trên cả mục tiêu giáo dục và chương trình giáo dục, đặc biệt là sự đổi mới về phương pháp dạy học giáo dục nhằm phát triển năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27 tháng 7 năm 2017 đã chỉ rõ hệ thống năng lực chung và năng lực đặc thù của các môn học mà học sinh cần đạt được như năng lực tự chủ, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán. Đồng thời, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và coi đây là một trong những ưu thế vượt trội để phát triển năng lực của học sinh. Học qua trải nghiệm là một phương pháp đang được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng. Cuốn sách Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học trung học cơ sở được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản toàn diện trong dạy học môn hóa học hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn hóa học bằng cách tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá nhân, nhóm và các phụ lục cần sử dụng trong quá trình giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm của môn hóa học. Trong bộ sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9. Cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần 1 trình bày một số vấn đề chung như mô hình, vai trò, cách đánh giá, cách xây dựng chủ đề trải nghiệm sáng tạo trong các môn học cấp trung học cơ sở cho học sinh. Phần 2 trình bày định hướng cụ thể cách thức, phương pháp tổ chức 4 chủ đề trải nghiệm sáng tạo trong môn hóa học cấp trung học cơ sở mà học sinh thực hiện theo bộ sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9. Ở mỗi chủ đề đều có các hướng dẫn định hướng rõ mục tiêu, thời gian tiến hành tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cả phần học sinh tự trải nghiệm và phần báo cáo trên lớp, cách đánh giá và định hướng hoạt động cho học sinh. Cuốn sách, cuối cuốn sách là phần phụ lục gồm các hướng dẫn xây dựng các đoạn video clip, xây dựng các trang web đơn giản đối với các loại phiếu thu thập thông tin, các phiếu đánh giá giáo viên và học sinh chủ động thống nhất dùng phiếu trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9 hoặc các phiếu trong sách này sao cho phù hợp với thuận tiện. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy giáo, quý cô giáo, các nhà nghiên cứu và độc giả để hoàn thiện phương pháp nội dung hình thức tổ chức đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong những lần xuất bản sau. Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email sách đổi mới amoc@gmail.com. Trân trọng cảm ơn tập thể tác giả. Phần 1. Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học. A. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xem là một trong những điểm nhấn của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay. Bằng nhiều công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trường tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, bộ môn. Đặc trưng cơ bản của hoạt động trải nghiệm sáng tạo là đặt học sinh trong môi trường hoạt động học tập đa dạng, học đi đôi với hành, học từ chính hành động của bản thân, học trong nhà trường gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Điều này phù hợp với chủ trương đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh hiện nay. Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thì khi tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh được trực tiếp thực hiện các hoạt động trong hoặc ngoài nhà trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà giáo dục, quá trình hoạt động trong môi trường cuộc sống sẽ kích thích và phát triển sự sáng tạo của học sinh.
chính học sinh sẽ tự học qua trải nghiệm để hình thành năng lực cho chính mình. Nội dung, hình thức, các chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo luôn mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau, đáp ứng mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa học sinh trong quá trình tổ chức hoạt động. Bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình, nên mỗi hoạt động đều phù hợp với năng lực của bản thân học sinh. Bản chất của hoạt động trải nghiệm sáng tạo là tạo ra cơ hội cho tất cả học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ đã học ở nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo. 1. Mô hình hoạt động học tập trải nghiệm. Hoạt động học tập trải nghiệm là quá trình người học tham gia vào việc xây dựng kiến thức, hình thành kỹ năng, năng lực qua các thao tác, hoạt động, hành động của cá nhân với môi trường xã hội, môi trường sống, môi trường tự nhiên bằng sự nhận thức và cảm xúc của chính mình. Hoạt động này dựa trên sự dịch chuyển từ những kinh nghiệm sống của bản thân thành các kiến thức của cá nhân. Theo G. Dewey, sự học chỉ có nghĩa khi người học huy động các kinh nghiệm cụ thể của bản thân một cách tích cực và có suy nghĩ đến những kinh nghiệm này đối với mục tiêu muốn đạt được qua các hành động cụ thể. Nhu cầu học chỉ nổi lên từ kinh nghiệm sống hàng ngày và từ những kiến thức đã thu được theo một chuỗi các hoạt động tái hiện, đầu tư, vận dụng kiến thức trong các hành động hoạt động của cá nhân người học để tiếp tục tiến xa hơn, hiểu biết sâu hơn trong sự trải nghiệm của bản thân. Theo Coleman 1976, người học thay vì tìm cách hiểu và đồng hóa thông tin dựa trên lời nói chữ viết, thì trong hoạt động học tập trải nghiệm, người học phải đưa ra được nghĩa, ý nghĩa của cái mà họ trải nghiệm, họ thực hiện, họ học, đồng thời với nghĩa, ý nghĩa của các kiến thức mà họ chiếm lĩnh được, xây dựng được khi họ cảm thấy các kiến thức này là có ích, có giá trị với bản thân. Theo D. Strong, trong quá trình hoạt động học tập trải nghiệm, người học không chỉ phát triển kiến thức của mình bằng cách áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, mà còn phát triển sự nhận thức và phản ánh kép, đó là nhận thức trong hành động và nhận thức trên hành động mà mình thực hiện. Theo D. Cole 1984 và Sere 1995, hoạt động học tập trải nghiệm dựa trên hai tương tác giữa kiến thức và sự trải nghiệm, đó là kiến thức được rút ra từ chính nguồn gốc của sự trải nghiệm của người học và giá trị ý nghĩa của kiến thức lại được xác nhận qua sự trải nghiệm mới của người học. Quá trình này tạo thành một vòng lặp giữa kiến thức và sự trải nghiệm. Kiến thức mới luôn được hình thành qua sự trải nghiệm và sự trải nghiệm mới lại là môi trường để xây dựng kiến thức mới. Do đó, bản chất của mô hình chính là tổ chức hoạt động học tập dựa trên các hoạt động hành động để người học tự kiến tạo kiến thức cho bản thân, và qua hoạt động hành động người học lại vận dụng áp dụng được kiến thức vào thực tiễn để xây dựng hình thành các kiến thức mới. Quá trình hoạt động học tập trải nghiệm là quá trình kiến tạo, đặc biệt sự kiến tạo này kết nối với kinh nghiệm sống của người học và có giá trị tác dụng thay đổi chính giá trị kinh nghiệm của người học để hình thành kinh nghiệm mới, giá trị mới. Dựa trên sự phân tích hoạt động nhận thức trong sự thành công thất bại của quá trình tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, có thể đưa ra 5 giai đoạn nhận thức để định hướng tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, đó là người học được khám phá, được suy nghĩ, phải trừu tượng hóa, trở thành người xác nhận và trở thành người quản lý. Đối với định hướng phát triển nhận thức, hoạt động học tập trải nghiệm tương ứng với quá trình hoạt động nhận thức hướng tới sự sáng tạo và xử lý thông tin trong các tình huống học tập. Đối với định hướng phát triển hành động, hoạt động học tập trải nghiệm hướng đến ý thức xử lý, xây dựng kế hoạch hoạt động, hành động và điều chỉnh hành động theo bối cảnh, đánh giá hành động tương ứng. Do đó, phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chính là dựa trên các phương pháp dạy học tích cực và huy động cảm xúc kinh nghiệm của cá nhân người học theo bối cảnh hoạt động. Trong suốt quá trình đó, người học thể hiện cảm xúc và giá trị của mình qua các thách thức, thử thách, đam mê, so sánh, thỏa mãn, kích thích, xác nhận, khẳng định để chia sẻ các ấn tượng của mình. Theo Lê Tren 2007, phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải dựa trên mô hình học tập, khuyến khích sự tham gia của người học vào trong các hoạt động. Các hoạt động học tập của học sinh phải được xây dựng dựa trên các bối cảnh tình huống gần gũi nhất,
có thể với kiến thức, nhận thức, năng lực của học sinh và với sự cố gắng của mình. Học sinh có thể đạt được mục tiêu học tập, qua đó học sinh sẽ thay đổi thái độ, cảm xúc, giá trị và hình thành năng lực mới. Sự trải nghiệm của người học, kiến tạo kiến thức mới, kiến thức của người học, xây dựng giá trị, ý nghĩa của kiến thức. 2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là môi trường học tập để học sinh phát triển năng lực sáng tạo. Theo quan điểm của nhà cải cách giáo dục Nhật Bản T. Makiguchi, mục đích trong giáo dục phải xuất phát từ những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của con người. Việc học trong nhà trường phải song hành với cuộc sống thì mới phát triển được sự sáng tạo của học sinh, bởi vì con người vốn có tính sáng tạo, từ bản chất và tinh hoa của nhân loại chính là sự sáng tạo. Trong hoạt động, con người thường biểu lộ tính sáng tạo trong hành vi của mình. Do vậy, trong tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cần gắn hoạt động học tập với môi trường cuộc sống của chính học sinh và của cộng đồng. Nền giáo dục ưu việt cho phép mỗi cá nhân nhận thức về cuộc sống của mình trong mối quan hệ với cộng đồng và luôn biết chọn cách dùng năng lực sáng tạo để nâng cao đời sống của chính mình và tạo ra lợi ích lớn nhất cho cộng đồng. 3. Vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh. Tổ chức cho học sinh học tập thông qua hoạt động trải nghiệm của bản thân học sinh là một con đường, cách thức đổi mới phương pháp giáo dục trong nhà trường đã được nhiều tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra vai trò to lớn của nó đối với giáo dục và dạy học. UNESCO cho rằng hoạt động học tập dựa trên sự trải nghiệm của học sinh sẽ tạo môi trường học tập suốt đời cho học sinh. Còn G.D.Way và A. Ban Blue thì khẳng định chính hoạt động trải nghiệm sáng tạo là chất keo gắn kết nhà trường với cuộc sống. Nhà giáo dục học M. Linderman thì nhấn mạnh vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hình thức đặt học sinh vào giải quyết các tình huống thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các nhà khoa học G. Piaget và D. Cohn lại làm nổi bật vai trò phát triển năng lực sáng tạo của học sinh dựa vào môi trường học tập, bởi vì chính cuộc sống sẽ kích thích và phát triển sự tự giác của học sinh. Sự phát triển năng lực của học sinh cũng được chỉ rõ trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên cơ sở các nhận định của các nhà khoa học G. Piaget và K. Lewin và D. Cohn, và là học sinh sẽ phát huy được năng lực thích nghi, năng lực sáng tạo dựa trên sự huy động kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân cho phù hợp với bối cảnh, tình huống thực tiễn đang xử lý. Bản tổng hợp vai trò của hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo. Tên các tác giả: Harrison Lubin, 1965, vai trò của hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo có ưu điểm nhấn mạnh về phía thực hiện nhiệm vụ. Wendy, 1981, vai trò của hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo hình thành thái độ ý thức về quản lý kiềm chế bản thân. McIntosh, Mappin, 1992, hình thành năng lực tự kiểm soát bên trong bản thân, có cảm nhận và thể hiện trách nhiệm với các hoạt động hành động của mình. Roller, Duffy, Conley, Herman, Johnson, Michensen, 1990, năng lực tổ chức kiến thức tốt hơn, huy động và vận dụng kiến thức tốt hơn. Retroy, Dugas, 1991, thái độ và nhận thức của học sinh cao hơn trong việc học hàng ngày. Con Boyatis, 1974, người học có khả năng đo được sự tiến bộ hàng ngày của mình và có thể tự đánh giá bản thân trong quá trình học tập. Học sinh có tâm lý an toàn, có ý thức cao trong học tập. Specter, Gibson, 1991, người học hình thành năng lực, khả năng tự tin khi đối phó với các thách thức, xử lý các tình huống mới. Orion, Hofstede, 1991, đối với nội dung học tập, học sinh huy động được nhiều kiến thức hơn trong môn học vào trong bối cảnh tình huống trải nghiệm. Con Boyastis, 1974, Maynes, McIntosh, Mappin, 1992, đối với mục tiêu học tập, người học xác định rõ hơn mục đích hoạt động cũng như xác định rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với mục tiêu muốn đạt được và đang hướng tới. Con Fry, 1975, Con 1984, The Scientist, Curton, 1996, muốn học tập trải nghiệm. Học tập trải nghiệm phát huy được năng lực hành động, phong cách học tập cá nhân.
sự thích ứng với thực tiễn cuộc sống và các kỹ năng giá trị của người học. 4. Đánh giá học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Việc đánh giá học sinh trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu thông qua quan sát hành vi, thái độ và sản phẩm học tập của học sinh. Các công văn số 791/HD-BGJDT-4325/BGJDT-GJTRH, đặc biệt công văn số 555/BGJDT-GJTRH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh theo định hướng đổi mới giáo dục đều chỉ rõ cần chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh và tổ chức đánh giá thông qua hoạt động trên lớp của học sinh, hồ sơ học tập, vở học tập của từng học sinh, báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật, kết quả thực hành thí nghiệm trong các môn học, bài thuyết trình, bài viết, bài trình chiếu video clip về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 5. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường cần được định hướng và nghiên cứu kỹ để tránh việc quá tải cho học sinh và tránh sự mất liên kết giữa hoạt động và mục tiêu giáo dục của môn học. Các công văn chỉ đạo số 791/3031/5555/4325/1290/7291 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra một số định hướng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động trong nhà trường như xây dựng chương trình của nhà trường gắn với phát triển nghề nghiệp, gắn với định hướng nghề nghiệp kỹ năng sống của học sinh, xây dựng các chủ đề dạy học liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước để bổ sung vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường, gắn với nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường, gắn với văn hóa đời sống xã hội và đặc điểm truyền thống của địa phương của cộng đồng, gắn với sản xuất kinh doanh tiêu biểu tại địa phương theo truyền thống gia đình. Tuy nhiên, khi lựa chọn nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn học cũng cần đảm bảo một số yêu cầu sau để tránh cho học sinh bị quá tải và làm mất đi tính giáo dục của hoạt động. Đó là có tính thời sự, được truyền thông đăng tải nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định khi tổ chức chủ đề cho học sinh, được nhiều học sinh biết đến, và học sinh phải có kiến thức thông tin một cách khá hệ thống về vấn đề đó để thu hút toàn bộ học sinh trong hoạt động, gắn với một môn học cụ thể trong nhà trường để giáo viên bộ môn có thể là chuyên gia hướng dẫn, giảng giải kiến thức cho học sinh và gắn với hoạt động dạy học bộ môn để có thời gian không gian trong chương trình tổ chức thiết thực với địa phương nơi học sinh sinh sống, người học có thể đã được thực hiện hoặc trải nghiệm một phần của vấn đề đó, phù hợp với khả năng của học sinh, nghĩa là khi vận dụng các kiến thức trong nhà trường, học sinh có thể giải quyết được chúng. Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo là dựa trên các phương pháp tổ chức dạy học tích cực, mang tính tích hợp cả về nội dung kiến thức và phong cách học tập khác nhau của học sinh. Trong đó, học sinh được học tập theo sự phân hóa về năng lực, sở trường, sở thích của cá nhân mình. Qua các hình thức này sẽ phát huy và bồi dưỡng toàn bộ năng lực của học sinh như năng lực làm việc nhóm, năng lực sử dụng và khai thác công nghệ thông tin, năng lực thích ứng, năng lực sáng tạo. B. Định hướng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần phải thực hiện đầy đủ các bước như bảng dưới đây, các bước xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các bước xây dựng hoạt động, mục tiêu chính của hoạt động, các câu hỏi giáo viên cần trả lời, mục đích, mục tiêu học tập hoạt động chính của học sinh là gì? Bước mục tiêu cụ thể về năng lực, các câu hỏi giáo viên cần trả lời những năng lực cụ thể nào được hướng tới trong mỗi hoạt động. Bước nội dung của mỗi hoạt động, học sinh phải học cái gì, giáo viên phải dạy cái gì, học sinh phải thu được kiến thức nào sau hoạt động. Bước, các bước tiến hành hoạt động cụ thể, làm thế nào để học sinh học những nội dung đó, làm thế nào để học sinh hình thành và phát triển được các năng lực đó. Hay nhóm và địa điểm làm việc, học sinh hoạt động ở đâu và làm việc hoạt động với ai, thời điểm, thời gian, học sinh học khi nào, thời gian bố trí là bao nhiêu, thiết bị và vật tư, cần những cái gì để tổ chức hoặc học tập hoạt động cho học sinh. Vai trò của giáo viên, làm thế nào để kích thích, thúc đẩy, động viên, khuyến khích và tổ chức việc học cho học sinh.
hợp tác, phối hợp, cần phối hợp, hợp tác với ai để thúc đẩy việc học và học, việc dạy và học cho học sinh. Đánh giá, làm thế nào để đánh giá sự tiến bộ và những cái đã thu được của học sinh. Để tổ chức hoạt động đúng theo mục tiêu đặt ra, cần phải có sơ đồ khái quát về hoạt động từ đầu đến cuối mỗi hoạt động. Đó là cơ sở để giáo viên can thiệp và điều chỉnh các giai đoạn tổ chức cho hoạt động. Trong đó không thể thiếu được các giai đoạn học sinh được trải nghiệm, được phát huy năng lực sáng tạo và giai đoạn đánh giá hoạt động của học sinh. Để tường minh trong hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, cần căn cứ vào sơ đồ tổ chức như sơ đồ dưới đây. Giáo viên đề xuất nhiệm vụ. Học sinh trải nghiệm trong thực tiễn, không có người hướng dẫn, cá nhân, theo nhóm, theo lớp, có người hướng dẫn, giáo viên, phụ huynh, quản lý cơ sở. Sáng tạo chiếm lĩnh kiến thức, học sinh làm báo cáo kết quả trải nghiệm, theo nhóm, sản phẩm, hoạt động nhóm, quá trình học, theo cá nhân, kiến thức, cảm xúc, kinh nghiệm. Cá nhân đối diện với tập thể, khẳng định giá trị bản thân. Học sinh trình bày, thảo luận tập thể, các báo cáo trải nghiệm. Ngoài nhà trường, cộng đồng sống, khu dân cư, nhà máy, bảo tàng, sự kiện, môi trường tự nhiên, xã hội, trong nhà trường, trong lớp, theo lớp, toàn trường, môn học. Thể chế hóa kết quả học tập, kết luận rút kinh nghiệm, học sinh kết luận thể chế kiến thức thu được qua trải nghiệm. Kiến thức môn học, bài học thu được, tổ chức trải nghiệm, hoạt động nhóm, kinh nghiệm thực tiễn, trải nghiệm. Giáo viên đánh giá, kiến thức, năng lực, kỹ năng. Trên đây là các giai đoạn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Giai đoạn đầu tiên là đề xuất một nhiệm vụ cho chủ đề, đó phải là một nhiệm vụ vừa sức với học sinh, tạo ra được sản phẩm để làm căn cứ đánh giá sau khi kết thúc hoạt động. Giai đoạn thứ hai là học sinh phải tự trải nghiệm trong thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chính trong quá trình này, học sinh chiếm lĩnh kiến thức và sáng tạo. Trong giai đoạn này, cần xác định được là học sinh trải nghiệm theo cá nhân, theo nhóm nhỏ hay theo lớp và có người hướng dẫn học sinh trải nghiệm hay không. Nếu có thì là ai trong số những người như giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh hoặc các chuyên gia, chủ cơ sở và mà học sinh đến trải nghiệm. Giai đoạn thứ 3 là học sinh phải làm báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao. Sau khi quá trình trải nghiệm kết thúc, giai đoạn này cần chỉ rõ học sinh phải báo cáo kết quả hoạt động theo nhóm về sản phẩm, về quá trình hoạt động của nhóm, quá trình học tập của nhóm diễn ra như thế nào. Đồng thời cũng phải yêu cầu cá nhân học sinh báo cáo các kiến thức chiếm lĩnh được, cảm xúc của bản thân và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình trải nghiệm để tạo tình huống, cơ hội cho học sinh khẳng định giá trị bản thân và đối diện với tập thể điều chỉnh hành vi, thái độ của mình. Giai đoạn thứ tư là học sinh phải báo cáo nhiệm vụ và quá trình trải nghiệm của mình trước công chúng. Khi đó, cần tổ chức bố trí và lựa chọn công chúng để học sinh báo cáo kết quả và nhiệm vụ đã thực hiện. Có thể tạo môi trường báo cáo cho học sinh ở trong hoặc ngoài nhà trường theo mẫu lớn gồm có đông công chúng hoặc mẫu nhỏ gồm có một số công chúng quan tâm hoặc bạn bè của học sinh. Đây là cơ hội để học sinh xác nhận kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo và khẳng định giá trị của mình trước tập thể. Giai đoạn này là giai đoạn để thể chế hóa kiến thức, kết quả học tập và rút ra kinh nghiệm cho từng cá nhân học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Giai đoạn cuối cùng là tổng kết quá trình hoạt động học tập thực hiện nhiệm vụ của học sinh. Giai đoạn này, giáo viên cần thể chế hóa kiến thức theo mục tiêu đã đặt ra, đánh giá năng lực và kỹ năng của học sinh, cùng học sinh tự đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực mà học sinh thu được. Trải qua 5 giai đoạn cùng với việc trả lời lần lượt các câu hỏi, xác định các mục tiêu, thì giáo viên cần xây dựng được sơ đồ khái quát hóa về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh và phát triển được năng lực phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục, chương trình tổng thể, cải cách, đổi mới giáo dục. Khi hỏi hoặc muốn đánh giá quá trình học tập trải nghiệm, chiêm nghiệm của học sinh, nhóm học sinh, cần căn cứ vào 3 nhánh cuối cùng. Nhánh cuối trong sơ đồ tổ chức đó là hỏi về kiến thức để xác nhận đối chiếu với chuẩn kiến thức kỹ năng của bài học, môn học, chương học và mà mục tiêu đặt ra nhằm củng cố hoặc
truyền đạt cho học sinh, hỏi về năng lực để xác nhận xem học sinh có thực sự sử dụng huy động các năng lực để thực hiện sản phẩm và trong hoạt động mà mục tiêu đặt ra hay không, hỏi về kỹ năng để xác nhận xem những kỹ thuật chế tạo sản phẩm, tổ chức hoạt động hoặc biểu diễn trình diễn của học sinh thể hiện ở sản phẩm có đúng là do học sinh tự làm hay là nhờ ai làm, thuê ai làm để tránh việc học sinh không làm mà báo cáo. C. Cấu trúc chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên các đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo và đặc trưng của môn học. Các chủ đề được cấu trúc rõ ràng và tường minh với từng mục tiêu cụ thể để học sinh phát huy năng lực tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức và hình thành năng lực. Mỗi chủ đề được kết cấu tuần tự theo trật tự như bảng dưới đây. Cấu trúc chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các đề mục: tiêu đề, diễn giải nội dung, ý nghĩa, tên chủ đề gắn với sản phẩm, bài học trong môn học, mục tiêu, định hướng sản phẩm cần thực hiện, kiến thức cần chiếm lĩnh, vận dụng, hoạt động học sinh cần làm, thời gian, khoảng thời gian tổ chức, thời điểm bắt đầu tổ chức, có thể điều chỉnh thời gian để tổ chức dưới một trong các hình thức sau: tổ chức dạy trong các tiết trên lớp, dạy học theo chủ đề, chương trình nhà trường, ôn tập, củng cố, tổ chức trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tiết tự chọn dưới dạng hội thi, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, sự kiện, tổ chức dưới dạng hoạt động tìm tòi khám phá, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện ở nhà, dự án. Thiết bị và vật tư dự kiến để sử dụng trong việc thực hiện các hoạt động của chủ thể. Hình thức hoạt động tổ chức theo nhóm từ 3 đến 5 học sinh, giai đoạn tìm kiếm thông tin, hướng dẫn đọc trong sách giáo khoa các bài liên quan đến kiến thức của sản phẩm và viết vào phiếu thu thập thông tin với các từ khóa tương ứng của từng chủ đề. Đây là nội dung quan trọng để đánh giá học sinh có đạt chuẩn kiến thức kỹ năng hay không. Hướng dẫn tìm kiếm thông tin theo các từ khóa từ các nguồn khác, Internet, thư viện để mở rộng kiến thức, đào sâu kiến thức và gắn bài học với thực tiễn. Hoạt động này cũng nhằm mục đích phát huy năng lực khai thác và sử dụng công nghệ thông tin để định hướng kỹ năng, năng lực nghề nghiệp cho học sinh trong thế kỷ 21. Giai đoạn xử lý thông tin, sơ đồ hóa thông tin tìm kiếm được theo định hướng kiến thức, kỹ năng của chủ đề và của sản phẩm. Giai đoạn này phát huy mạnh năng lực tư duy hình ảnh, sáng tạo và thể chế kiến thức của học sinh. Học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp và sơ đồ hóa kiến thức, thông tin tìm kiếm được. Do đó, khi học sinh trình bày, cần hỏi nhiều về tính logic của sơ đồ, tính sáng tạo và sự hiểu từng nội dung trong sơ đồ hóa thông tin của học sinh. Giai đoạn xây dựng ý tưởng cho sản phẩm, xây dựng và định hình ý tưởng sản phẩm của chủ đề từ các thông tin tìm kiếm đã được xử lý. Giai đoạn này, học sinh sẽ huy động vận dụng kiến thức đã học vào một sản phẩm trong thực tiễn nên cần hỏi để học sinh bộc lộ ý tưởng và xác nhận sự phù hợp của kiến thức vận dụng vào sản phẩm. Giai đoạn thực hiện chế tạo xây dựng sản phẩm, xây dựng thực hiện chế tạo các sản phẩm theo các bước nhằm cụ thể hóa ý tưởng đã đề xuất thành sản phẩm thật của chủ đề. Ở giai đoạn này, học sinh sẽ đối diện với thực tiễn thao tác kỹ năng nên giáo viên cần tư vấn, hướng dẫn hoặc tạo điều kiện cho học sinh làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc ở nhà để học sinh chuyển ý tưởng thiết kế thành sản phẩm thật. Giai đoạn trình bày báo cáo sản phẩm, báo cáo quá trình thực hiện sản phẩm, quá trình học tập của cả nhóm. Giai đoạn này là quá trình học sinh thể hiện sâu sắc giá trị của mình để khẳng định bản thân nên giáo viên cần có những câu hỏi để học sinh giải bày, chiêm nghiệm và xác nhận quá trình sáng tạo cố gắng của học sinh. Giai đoạn đánh giá sản phẩm và hoạt động. Nhóm tự đưa ra đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí đánh giá ở cuối chủ đề và đánh giá theo ý tưởng đã đề xuất. Có 3 mức độ để học sinh tự đánh giá đồng đẳng với nhau, đó là cá nhân học sinh tự đánh giá đóng góp của mình với nhóm, các thành viên trong nhóm tự đánh giá hoạt động của nhóm và các nhóm tự đánh giá chéo nhau. Khi trình bày báo cáo, giáo viên cần để học sinh tự chủ và dân chủ trong đánh giá lẫn nhau. Dựa vào tiêu chí đánh giá ở cuối chủ đề, giáo viên xác định việc tổ chức thực hiện sản phẩm và học tập là đạt hay không đạt khi nhận thức độ đóng góp của từng cá nhân.
ghi nhận mức độ đóng góp của từng cá nhân thực hiện trong nhóm theo kết quả tự đánh giá của học sinh và kết quả đánh giá đồng đẳng giữa các em, có thể dựa vào các sản phẩm hoặc hình thức sau để đánh giá: khi học sinh trình bày báo cáo, qua sản phẩm tập sang, qua trình bày báo cáo và trả lời các câu hỏi, qua hoạt động biểu diễn thực hiện, qua hồ sơ học tập, thiếu học tập, phụ lục nếu có, cung cấp thông tin và bổ sung các thông tin về chủ đề của sản phẩm. Dựa trên cấu trúc chi tiết và sự diễn giải từng phần, có thể điều chỉnh hoặc thay đổi các phần cho phù hợp với từng hình thức tổ chức thực tế trong lớp, trong trường học hoặc ở cộng đồng. Học tập dưới dạng các tiết học, bài mới, tiết ôn tập xây dựng dưới dạng học tập theo chủ đề, dưới dạng tổ chức ngoại khóa, dưới dạng tổ chức hoạt động khoa học giáo dục, trong giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, chào mừng các ngày lễ, nghiên cứu khoa học, hội thi, dạy học trong buổi 2. Cũng có thể tổ chức cho học sinh xây dựng các trang web và các tài khoản video để phổ biến kiến thức qua các chủ đề thực tiễn trong sách, làm cơ sở để học sinh khẳng định giá trị và phát triển năng lực nghề nghiệp trong tương lai qua các hướng dẫn ở phụ lục về thiết kế trang web và xây dựng đoạn video clip. Nội dung chính của mỗi chủ đề được trình bày thành hai tuyến được minh họa như hình dưới đây. Tuyến thứ nhất là nội dung cơ bản của chủ đề. Trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8, lớp 6, 7, 8, 9. Tuyến thứ hai là định hướng tổ chức hoạt động của giáo viên. Phần 2, hướng dẫn thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn hóa học. Chủ đề pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol. Mục tiêu pha chế được nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, biết cách sử dụng nước muối sinh lý và dung dịch Oresol trong đời sống, trình bày sản phẩm báo cáo dưới dạng một trong các loại hình sau: poster, báo tường, tờ rơi, báo ảnh, tập sang, bản trình bày trên PowerPoint. Học sinh hiểu và phân biệt được các khái niệm chất tan, dung môi, dung dịch, từ đó vận dụng thêm kiến thức để pha chế được dung dịch như nước muối sinh lý 0,9% và dung dịch Oresol. Học sinh có khả năng liên hệ vận dụng kiến thức liên quan vào đời sống, thực hành pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, qua đó hình thành kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp và bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học, thu thập thông tin, viết báo cáo, làm thực nghiệm, trình bày báo cáo dưới các hình thức phù hợp. Thời gian thực hiện: một tuần sau khi học xong bài 43 pha chế dung dịch trang 147 sách giáo khoa hóa học 8. Sau khi học xong bài 43 pha chế dung dịch thì giao nhiệm vụ pha chế nước muối sinh lý và dung dịch điện giải Oresol như chủ đề 4 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8, chia nhóm học sinh trong lớp và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong một tuần ở nhà, báo cáo kết quả trong 2 tiết trên lớp ở tuần tiếp theo. Thiết bị và vật tư sách giáo khoa hóa học 8, giấy trắng khổ A0, A4, bút viết, máy tính có kết nối Internet, dụng cụ, cốc 500ml và 200ml, ống đông 200ml và 500ml, đũa thủy tinh, pipette, quả bóp, bình xịt vỏ mỏ vịt, cân phân tích, bình định mức 200ml và 500ml được rửa sạch, diệt khuẩn bằng nước nóng hoặc chiếu tia UV. Hóa chất, muối tinh khiết NaCl, KCl, đường glucose khang C6H12O6, phụ gia hương cam, natri citrat, dihydrat, natri bicarbonate, đường trắng, nước cất. Bố trí một bộ dụng cụ và hóa chất mẫu trên lớp, yêu cầu học sinh tự chuẩn bị sẵn dụng cụ hóa chất để pha chế dung dịch và thử nghiệm sản phẩm. Hình thức hoạt động: làm việc theo nhóm từ 4 đến 5 người, chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm nhỏ. Các học sinh ở gần nhà nhau, ở cùng nhóm để tiện trao đổi và thực hành nhóm. Mỗi nhóm không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Phân công nhóm trưởng, thư ký, tìm kiếm thông tin, sách giáo khoa, cá nhân đọc bài dung dịch độ tan của một chất trong nước, nồng độ dung dịch, pha chế dung dịch, sách giáo khoa hóa học 8, từ trang 135 đến 148.
8 để ôn lại các khái niệm và kiến thức về chất tan, dung môi, dung dịch, độ tan của một chất trong nước, nồng độ dung dịch, pha chế dung dịch, nước muối sinh lý dùng để làm gì, tác dụng ra sao, dung dịch Oresol dùng để làm gì và tác dụng ra sao đối với cơ thể, các dụng cụ cần thiết để pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, cá nhân lập kế hoạch thực nghiệm, dụng cụ cần thiết, hóa chất cần thiết, cách pha chế dung dịch. Các nguồn khác, mỗi thành viên trong nhóm tự tìm kiếm thông tin trên Internet theo các cụm từ khóa, tìm kiếm thích hợp như dung môi, chất tan, dung dịch là gì, độ tan của chất trong nước, thành phần nước muối sinh lý, thành phần nước Oresol, nguyên liệu pha chế nước muối sinh lý, nguyên liệu pha chế Oresol, cách pha chế nước muối sinh lý, cách pha chế dung dịch Oresol. Làm việc theo nhóm tại nhà, thời gian thực hiện 1 tuần gồm từ hoạt động tìm kiếm thông tin đến hoạt động pha chế dung dịch. Giáo viên bắt đầu đặt ra tình huống có vấn đề, nước muối sinh lý hầu hết có mặt trong mỗi gia đình, dung dịch Oresol, nước bù, nước điện giải được sử dụng khi bị ốm, bị sốt. Yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin theo nội dung và từ khóa đã được định hướng trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8. Yêu cầu học sinh lập kế hoạch thực nghiệm, chú ý đến dụng cụ hóa chất, cách sử dụng dụng cụ và một số lưu ý khi pha chế nếu có và ghi vào phiếu học tập tự học tại nhà. Phát phiếu học tập cho học sinh, mẫu thiết bị, mẫu TP. Giao cho nhóm trưởng và thư ký theo dõi và hoàn thành mẫu cá nhân, mẫu CN và phiếu thu thập thông tin phát cho từng học sinh hoàn thiện. Yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc ở thư viện của trường các hình ảnh, video hoặc bài viết liên quan đến các từ khóa đã có. Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin bằng các công cụ tra cứu nếu cần. Hướng dẫn học sinh lưu các file dữ liệu vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng. Xử lý thông tin, mỗi thành viên thống nhất xây dựng liên kết giữa các thông tin kiến thức của các từ khóa tìm kiếm với nhau, xây dựng thành bản đồ tư duy ở mặt còn lại của tờ giấy khổ A0, sơ đồ đảm bảo đủ các nhánh nội dung chính, khái niệm dung dịch chất tan, dung môi, độ tan của chất trong nước, thành phần nước muối sinh lý, dung dịch Oresol, cách pha chế dung dịch nước muối sinh lý và dung dịch Oresol. Yêu cầu học sinh hệ thống lại thông tin thu được bằng cách vẽ sơ đồ tư duy, sơ đồ kiến thức, làm việc cá nhân và nhóm ở nhà, thời gian chủ động để vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A0. Có hình minh họa rõ ràng và sinh động, học sinh có thể vẽ sơ đồ trên máy tính hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa, hình ảnh để phát triển năng lực. Khi trình bày cần chú ý đến tính sáng tạo, xây dựng ý tưởng sản phẩm. Nhóm thống nhất lựa chọn phương án thực hành dụng cụ nguyên liệu để pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol. Nhóm thống nhất hình thức báo cáo, lựa chọn một loại hình sản phẩm clip hoặc bài trình chiếu PowerPoint, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở những nội dung đã thống nhất. Giáo viên chuẩn bị tài liệu về thành phần cách pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, dụng cụ, một số lưu ý về cách sử dụng dụng cụ, bản chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu và gửi cho học sinh thông qua tin nhắn, đường link, qua email, hướng dẫn học sinh đọc phiếu, mẫu CN1 và trả lời câu hỏi. Sau khi học sinh thảo luận, nhóm trả lời và giải quyết vấn đề thông qua các câu hỏi gợi ý của giáo viên đưa ra, học sinh chuẩn bị, liệt kê các hóa chất cần thiết và lượng cần dùng, nêu cách pha hóa chất, gợi ý cho mỗi nhóm chọn hình thức báo cáo khác nhau để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, tăng khả năng sáng tạo của học sinh vì mỗi loại hình báo cáo đều phát triển một số năng lực nhất định, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Khi học sinh trình bày về ý tưởng xây dựng sản phẩm, cần hỏi rõ tại sao và thực hiện như thế nào để xác nhận quá trình và sự sáng tạo của học sinh. Tiến hành pha chế dung dịch, pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, tiến hành cân chính xác hóa chất bằng cân phân tích điện tử, pha hóa chất, thử nghiệm,
tự đánh giá, nghiệm thu sản phẩm, giám sát việc phân công nhiệm vụ trong nhóm, đảm bảo mỗi học sinh phải có một nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ học sinh khi cần thiết, gợi ý học sinh những vật dụng có thể thay thế các dụng cụ từ những vật dụng rẻ tiền dễ kiếm, có thể tái sử dụng từ các đồ vật đã qua sử dụng, hướng dẫn học sinh các thao tác thực hành cơ bản như rửa dụng cụ, cân hóa chất, pha chế dung dịch, phát cho học sinh mẫu CN, phiếu thu thập thông tin và hướng dẫn trả lời câu hỏi trong phiếu cá nhân, yêu cầu học sinh quay video hoặc chụp ảnh quá trình thực hành pha chế dung dịch nếu được. Hoàn thiện báo cáo sản phẩm, nội dung báo cáo gồm lý thuyết về dung dịch và quá trình thực hiện thí nghiệm, điều chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, phân công báo cáo viên trình bày báo cáo, yêu cầu học sinh trình bày báo cáo sản phẩm cùng những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hành. Trong quá trình học sinh báo cáo, giáo viên cần hỏi học sinh những câu hỏi về khái niệm, cách thức pha chế nước muối sinh lý, dung dịch Oresol để xác nhận quá trình thực hành và sáng tạo của học sinh. Lưu ý, khi tổ chức cho các nhóm báo cáo, giáo viên có thể phát phiếu đánh giá sản phẩm báo cáo để các nhóm vừa theo dõi vừa đánh giá lẫn nhau. Mẫu DG. Đánh giá sản phẩm và hoạt động. Tiêu chí đánh giá về sản phẩm nước muối sinh lý và dung dịch Oresol được pha đúng cách, đảm bảo thành phần, chất lượng. Báo cáo kiến thức về dung dịch, cách pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, ứng dụng của chúng trong đời sống, video quá trình pha chế dung dịch, về hoạt động, quá trình hoạt động của cá nhân, của nhóm, các thành viên đều được tham gia thí nghiệm và tìm kiếm xử lý thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chủ đề đối với bản thân, thu thập các ý kiến đánh giá phản hồi về tính hiệu quả của sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm. Thực hiện tại lớp học một cách linh hoạt trong khoảng 2 tiết ở bài pha chế dung dịch và luyện tập chương 6. Đánh giá sản phẩm, phát phiếu đánh giá, tổ chức cho học sinh tự đánh giá và báo cáo sản phẩm cá nhân. Giáo viên yêu cầu các nhóm hoàn thiện mẫu DG, sau đó thảo luận phản biện lẫn nhau. Nếu thấy phần nào chưa rõ thì đặt thêm câu hỏi để xác nhận và đánh giá quá trình thực hiện sản phẩm của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, và đào sâu đánh giá tính sáng tạo theo mẫu đánh giá, mẫu DG. Đánh giá hoạt động, giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu tự đánh giá, phiếu đánh giá trong nhóm và giữa các nhóm với nhau, như sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8 đã làm. Có thể yêu cầu học sinh trình bày những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện sản phẩm dựa trên tiêu chí ở cuối chủ đề học sinh đưa ra, đánh giá chung nhóm nào đạt hay không đạt và phân tích cho học sinh tại sao đạt và không đạt. Mẫu TB, bảng chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu, số thứ tự, tên dụng cụ, một kênh phân tích, công dụng, cân chính xác, một lượng mẫu nhỏ, độ chính xác khoảng 4 số, lưu ý khi sử dụng cần phải hiệu chỉnh cân, luôn đóng cửa kính để việc cân được chính xác. 2. Bình mỏ vịt, đựng nước cất dùng để rửa các dụng cụ hoặc pha dung dịch nước. Pha dung dịch bước cuối cùng khi định mức lượng nhỏ. 3. Cốc thủy tinh, công dụng là đựng hóa chất rắn hoặc lỏng. 4. Đũa thủy tinh, công dụng là khuấy dung dịch khi pha. 5. Thìa thủy tinh, công dụng là xúc hóa chất rắn ở dạng bột. 6. Bình định mức, công dụng là pha chính xác thể tích dung dịch cần thiết. Mẫu CN, phiếu báo cáo cá nhân, trường, lớp, giới tính, họ và tên. Câu hỏi 1. Cần khối lượng chất tan muối natri cloruro tinh khiết là bao nhiêu gam để pha được một chai dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, có thể tích 500ml chai đựng nước muối sinh lý của hiệu thuốc. Câu hỏi 2. Ở câu hỏi 1 có thể sử dụng công thức hóa học nào để tính được khối lượng muối tan, những số liệu đại lượng nào đã có trong công thức. Câu hỏi 3. Trên bao bì của gói thuốc, gói Oresol dạng bột có ghi thành phần lượng hóa chất cần thiết để pha 200ml dung dịch điện giải. Hãy tính lượng hóa chất cần có để pha 500ml dung dịch điện giải Oresol. Câu hỏi 4. Khi pha dung dịch Oresol mà bị thiếu hóa chất thì có thể thay thế bằng hóa chất nào?
Mẫu DC đánh giá sản phẩm báo cáo, số thứ tự, công dụng. 1. Nội dung bản báo cáo đầy đủ chi tiết hợp lý. Điểm từ 3, 3, 2, 1. Nhận xét đánh giá. 2. Công dụng hình thức bản trình bày đầy đủ rõ ràng, hợp lý, màu sắc. 3. Công dụng là video về thí nghiệm pha chế dung dịch đầy đủ rõ ràng, chất lượng. 4. Công dụng pha chế được sản phẩm đạt hay không đạt. Phiếu thu thập thông tin viết các nội dung tìm kiếm đã đọc được trong bài liên quan đến các từ khóa vào các ô tương ứng trong bảng sau. Bài 43 pha chế dung dịch trang 147 sách giáo khoa hóa học 8. Người đọc, ngày đọc, từ khóa chất tan, dung môi, dung dịch, nội dung đọc liên quan đến từ khóa. Từ khóa độ tan của một chất trong dung dịch, từ khóa nồng độ dung dịch, pha chế dung dịch, các dụng cụ cần dùng chưng kết nước có thể vẽ hình minh họa, dung dịch Oresol dùng để làm gì và tác dụng ra sao đối với cơ thể, dung dịch cần thiết để pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol. Dụng cụ cần thiết để pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol. Chủ đề oxy, sự cháy và sự sống. Mục tiêu, điều chế thành công oxy trong phòng thí nghiệm từ thuốc tím KMNO4 và nước oxy già H2O2. Thử thành công tính chất hóa học của oxy, sự cháy của một số chất trong không khí và trong oxy. Hướng dẫn học sinh hoạt động để hiểu được các tính chất vật lý, hóa học của oxy, hiểu được vai trò của oxy trong cuộc sống cũng như trong công nghiệp. Học sinh vận dụng được các kiến thức về tính chất vật lý, hóa học của oxy để điều chế oxy và làm thí nghiệm minh họa một số tính chất hóa học của oxy, phát triển năng lực thực hành, sử dụng ngôn ngữ khoa học trong cuộc sống, năng lực làm việc nhóm của học sinh. Thời gian thực hiện 4 tuần từ bài 24 tính chất của oxy đến hết bài 28 không khí sự cháy, trang 81 đến trang 99 sách giáo khoa hóa học 8. Sau khi học xong bài 24 tính chất của oxy, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện điều chế oxy và làm thí nghiệm minh họa một số tính chất hóa học của oxy như nội dung chủ đề 5 sách, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8. Chia nhóm học sinh trong lớp và yêu cầu tiến hành công việc trong 4 tuần, sau đó báo cáo sản phẩm vào tiết hóa học ở bài 28. Dự kiến phân bố thời gian như sau: tuần 1, tìm kiếm thông tin hoạt động cá nhân ở nhà và xử lý thông tin hoạt động nhóm ở nhà và trong lớp học. Tuần 2, thực hiện các thí nghiệm điều chế oxy, tính chất của oxy, hoạt động nhóm ở phòng thí nghiệm nhà trường. Tuần 3, hoàn thiện báo cáo nhóm, hoạt động nhóm ở nhà hoặc ở lớp học. Tuần 4, cấu trúc lại nội dung bài 28 không khí sự cháy và bài 29 luyện tập chương 4 để dành một tiết cho học sinh hoạt động trải nghiệm, thiết bị và vật tư. Sách giáo khoa hóa học 8, giấy khổ A4, A0, bút viết, máy tính có kết nối Internet, máy quay phim, hóa chất, thuốc tím, nước oxy già, than củi, nến, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, chuẩn bị các đoạn phim tài liệu phóng sự về vai trò của oxy đối với sự sống và sự cháy, xây dựng tài liệu, phiếu hướng dẫn, đánh giá và tổng kết dự án, hình thức hoạt động, làm việc theo nhóm từ 4 đến 5 người, chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm các học sinh ở gần nhà nhau để tiện trao đổi và không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Phân công nhóm trưởng, tìm kiếm thông tin, sách giáo khoa, cá nhân đọc nội dung các bài 24 đến bài 28 từ trang 81 đến trang 98 sách giáo khoa hóa học 8 và hoàn thiện mẫu phiếu thu thập thông tin và mẫu CN. Các nguồn khác, nhóm trưởng phân công mỗi thành viên lựa chọn một trong các từ khóa như tính chất hóa học của oxy, vai trò của oxy với sự sống và sự cháy, ứng dụng của oxy để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, hoàn thành mẫu CN. Phát phiếu thu thập thông tin và mẫu CN cho học sinh trước khi học bài 24 tính chất của oxy, yêu cầu từng cá nhân tự đọc ở nhà và điền thông tin vào phiếu đọc
chú ý nhấn mạnh đến các kiến thức tính chất hóa học của oxy, vai trò của oxy với sự sống và sự cháy, ứng dụng của oxy, điều chế oxy, lưu ý các từ khóa để tìm kiếm thông tin, yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc ở thư viện của trường các hình ảnh, video hoặc bài viết liên quan đến các từ khóa đã có, hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin bằng các công cụ tra cứu trên Internet nếu cần. Hướng dẫn học sinh lưu các file dữ liệu vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng, lựa chọn và chia nhóm thực hiện dự án, yêu cầu các nhóm lập kế hoạch hoạt động, giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Xử lý thông tin, vẽ sơ đồ tư duy từ những thông tin kiến thức đã được tổng hợp và sắp xếp. Sơ đồ phải thể hiện được các nhánh chính, tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxy, vai trò của oxy, sự cháy, vai trò và hậu quả của sự cháy ngoài kiểm soát của con người, kèm theo các thí nghiệm minh họa. Tuần 1 cho học sinh xem đoạn video clip về vai trò của oxy, những ứng dụng của oxy, bình oxy để hỗ trợ bệnh nhân thở, máy tạo oxy trong bệnh viện. Sau đó, giáo viên đưa ra tên dự án và giới thiệu các mẫu phiếu, phiếu thu thập thông tin, mẫu CN, phát thêm mẫu tổng hợp, mẫu TH. Mẫu TH1 và mẫu TH2 cho học sinh trả lời. Giáo viên đặt vấn đề, có những vấn đề nào liên quan đến việc điều chế và lưu trữ oxy, cách điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Oxy có những tính chất hóa học gì, những tính chất đó của oxy được ứng dụng như thế nào vào cuộc sống. Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm tại lớp, hoàn thành phiếu mẫu TH2, viết kết quả trên giấy A0 hoặc A3, sắp xếp đầy đủ kiến thức cơ bản về oxy, tính chất vật lý, tính chất hóa học, vai trò của oxy, sự cháy, vai trò và hậu quả của sự cháy ngoài kiểm soát của con người. Phát huy sự sáng tạo của học sinh qua thảo luận các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống một cách dân chủ dựa trên các tình huống cấp thiết. Nhằm kích thích tâm lý học sinh, có thể sử dụng video clip. Học sinh có thể phát triển năng lực qua hoạt động thiết kế sơ đồ kiến thức trên máy tính hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa, hình ảnh, xây dựng ý tưởng sản phẩm. Các thí nghiệm cần thực hiện điều chế oxy từ thuốc tím, điều chế oxy từ nước oxy già, thí nghiệm minh họa khả năng cháy của than trong không khí và trong oxy, thí nghiệm minh họa khả năng cháy của nến trong không khí và trong oxy, phân công thành viên chuẩn bị dụng cụ hóa chất và cách tiến hành. Nhóm thống nhất lựa chọn một trong các loại hình trình bày, báo cáo sản phẩm sau video clip, poster, bản trình bày bằng PowerPoint. Tuần 2, học sinh trình bày những hóa chất, dụng cụ cần chuẩn bị và cách tiến hành thí nghiệm được phân công vào giấy khổ A4 một cách rõ ràng, đầy đủ và dễ thực hiện. Nhóm thảo luận và thống nhất hình thức trình bày báo cáo, gợi ý cho mỗi nhóm chọn hình thức báo cáo khác nhau để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, tăng khả năng sáng tạo của học sinh vì mỗi loại hình báo cáo đều phát triển một số năng lực nhất định, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Khi học sinh trình bày về ý tưởng xây dựng sản phẩm, cần hỏi rõ tại sao và thực hiện như thế nào để xác nhận quá trình và sự sáng tạo của học sinh. Tiến hành điều chế oxy và thử tính chất, nhóm trưởng phân công các thành viên chuẩn bị dụng cụ hóa chất và cách tiến hành các thí nghiệm điều chế oxy từ thuốc tím, sau đó so sánh khả năng cháy của than trong không khí và trong oxy, điều chế oxy từ nước oxy già, sau đó so sánh khả năng cháy của nến trong không khí và trong oxy. Học sinh thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ở nhà, giáo viên theo dõi, giám sát quá trình phân công chuẩn bị và thực hành hỗ trợ học sinh khi cần, yêu cầu học sinh ghi rõ hóa chất tiến hành thí nghiệm, tiến trình thí nghiệm, chụp hình sản phẩm hoặc quay video clip để quá trình thực hành thí nghiệm. Cách tiến hành thí nghiệm, học sinh có thể tham khảo theo các tài liệu hướng dẫn thực hành hoặc các video trên mạng. Hoàn thiện sản phẩm, nội dung báo cáo gồm hai phần: kiến thức về oxy, tính chất vật lý, tính chất hóa học, vai trò của oxy với sự sống và sự cháy, ứng dụng của oxy, cách điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và quá trình tạo ra oxy trong tự nhiên. Video clip quá trình làm thí nghiệm điều chế oxy và minh họa tính chất của oxy.
Tuần 3, các nhóm xây dựng chế tạo thực hiện báo cáo tại nhà. Yêu cầu nội dung báo cáo cần đầy đủ cả cơ sở lý thuyết và quá trình thực hiện thí nghiệm điều chế và thử tính chất của oxy, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hành. Sản phẩm báo cáo hướng tới mục tiêu là phổ biến cho mọi người biết được vai trò và ý nghĩa quan trọng của oxy với sự sống, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường, không khí, cũng như có những biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Nhóm cử một thành viên trình bày báo cáo sản phẩm. Nhóm cử một thành viên báo cáo sản phẩm của nhóm. Các thành viên trong nhóm có thể trao đổi những trải nghiệm thành công và thất bại trong thực nghiệm, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạt động cá nhân hay hoạt động nhóm. Tuần 4, tổ chức cho học sinh trình bày báo cáo trong hai tiết học của bài 28 và bài 29 ở trên lớp học về kế hoạch, quá trình thực hiện, kết quả của dự án và đánh giá sản phẩm thu được, chuẩn bị các mẫu phiếu đánh giá, mẫu DC và đọc trước tài liệu, hồ sơ. Có thể thành lập ban giám khảo gồm giáo viên và một số học sinh chấm điểm và đặt câu hỏi các nhóm. Các học sinh còn lại đóng vai trò khán giả, nêu câu hỏi cho nhóm báo cáo, tạo cho các nhóm tự đối chất nhau. Đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, viết được phương trình phản ứng hóa học điều chế oxy từ KMNO4 H2O2, thực hiện các thí nghiệm thành công, video clip thí nghiệm điều chế và minh họa tính chất của oxy. Về hoạt động, quá trình hoạt động của cá nhân, của nhóm, các thành viên đều được tham gia thí nghiệm và tìm kiếm, xử lý thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Giáo viên cùng học sinh phân loại đánh giá theo xếp hạng các nhóm thực hiện dự án. Giáo viên tổng kết dự án giáo dục hành vi thái độ với sự phát triển bền vững. Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập biết cách điều chế và thu thành công khí oxy, chứng minh được tính chất hóa học của oxy, làm thành đĩa DVD, đảm bảo dự án học tập sát thực tế nhất với hoạt động dự án chuyên nghiệp trong môi trường nghề nghiệp tương lai, đảm bảo việc tự quản lý dự án của người học, quản lý tiến độ, quản lý ý tưởng, tranh luận có trách nhiệm. Cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chủ đề đối với bản thân, thu thập các ý kiến đánh giá phản hồi về tính hiệu quả của sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm. Dự án phải tác động đến các kiến thức liên quan đến giáo dục phát triển bền vững, huy động được các lĩnh vực khác vào trong quá trình thực hiện dự án, rèn luyện được kỹ năng tranh luận, phản biện trước đám đông, xây dựng và củng cố các kỹ năng và giá trị về mặt xã hội. Giáo viên khởi xướng dự án và cố vấn dự án, theo dõi điều chỉnh đồng thời đốc thúc dự án. Mẫu TH1, phiếu tổng hợp nội dung thảo luận nhóm. 1. Tên nhóm. 2. Công việc được giao. 3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Nội dung báo cáo có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng cách điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Có lưu ý, để thí nghiệm thành công và đạt hiệu suất cao nhất, cách điều chế oxy trong công nghiệp. Mẫu CN, phiếu tổng hợp nội dung thảo luận nhóm. 1. Họ và tên nhóm. 2. Công việc được giao. 3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Nội dung báo cáo có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng. Mẫu TH2, phiếu tổng hợp nội dung thảo luận nhóm. 1. Họ và tên nhóm. 2. Công việc được giao. 3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Nội dung báo cáo có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng, vai trò của oxy trong công nghiệp và với sự sống. Mẫu DC, tiêu chí đánh giá sản phẩm báo cáo. Số thứ tự, công dụng. 1. Nội dung bản báo cáo đầy đủ, chi tiết, hợp lý. Điểm 3.2.1, nhận xét đánh giá. 2. Công dụng, hình thức, bản trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, màu sắc. 3. Video về thí nghiệm pha chế dung dịch đầy đủ, rõ ràng, chất lượng. 4. Pha chế được sản phẩm, đạt hay không đạt. Phiếu thu thập thông tin, viết các nội dung tìm kiếm và đọc được trong bài liên quan đến các từ khóa vào các ô tương ứng trong bảng sau bài 24 đến bài 28. Oxy, sự cháy và sự sống, sách giáo khoa hóa học 8, người đọc, ngày đọc, từ khóa, tính chất vật lý của oxy, nội dung đọc liên quan đến từ khóa tính chất hóa học của oxy, cách điều chế oxy trong phòng thí nghiệm, sản xuất oxy trong công nghiệp, vai trò của oxy trong công nghiệp và với sự sống.
Chủ đề: chất béo và sản xuất xà phòng. Mục tiêu: điều chế được xà phòng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau, mỡ động vật, dầu dừa, dầu đậu nành. Biết được vai trò của chất béo với sự sống và trong công nghiệp, học sinh vận dụng được các kiến thức về chất béo để điều chế thành công xà phòng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau, mỡ động vật, dầu dừa, dầu đậu nành. Phát triển năng lực thực hành, sử dụng ngôn ngữ khoa học trong cuộc sống, năng lực làm việc nhóm của học sinh, có ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện 1 tuần sau khi học xong bài 47 chất béo, trang 145 sách giáo khoa hóa học 9. Sau khi học xong bài 47 thì giao nhiệm vụ điều chế được xà phòng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau như chủ đề 4 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9. Chia nhóm học sinh trong lớp và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong 1 tuần ở nhà, 2 tiết thực hiện và báo cáo kết quả trên lớp ở tiết học của tuần tiếp theo. Các hoạt động được tổ chức đan xen giữa giờ học trên lớp và thời gian tự học ở nhà. Thiết bị và vật tư, sách giáo khoa hóa học 9, giấy A0, A4, máy tính có kết nối Internet, máy quay phim, hóa chất, mỡ đã được rán, dầu thực vật, dầu dừa, dầu đậu nành đã được chiết ra ở dạng lỏng, NaOH rắn, nước, dụng cụ, nồi, khuôn, cốc đông, bếp, máy khuấy. Chuẩn bị các đoạn phim tài liệu phóng sự về vai trò của chất béo đối với sự sống và công nghiệp. Hóa chất thực hành, xây dựng các tài liệu, phiếu hướng dẫn, đánh giá và tổng kết dự án, máy chiếu, loa, giấy khổ A0, A4, hình thức hoạt động, làm việc theo nhóm từ 4 đến 5 người, chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm các học sinh ở gần nhà nhau để tiện trao đổi và không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Phân công nhóm trưởng, thư ký, tìm kiếm thông tin, sách giáo khoa, cá nhân đọc bài chất béo trong sách giáo khoa hóa học 9, các nguồn khác. Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên lựa chọn một trong các từ khóa về chất béo như chất béo là gì, vai trò của chất béo, ứng dụng của chất béo và hoàn thành phiếu đọc. Phát phiếu thu thập thông tin cho học sinh, yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin, chú ý nhấn mạnh đến khái niệm chất béo, thành phần và tính chất hóa học của chất béo, vai trò và ứng dụng của chất béo trong đời sống sản xuất chất béo. Giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, hỗ trợ học sinh khi cần thiết, yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc ở thư viện của trường các hình ảnh, video hoặc bài viết liên quan đến các từ khóa đã có, hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin bằng các công cụ tra cứu trên Internet nếu cần. Hướng dẫn học sinh lưu ý các file dữ liệu, lưu các file dữ liệu vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng. Xử lý thông tin, vẽ sơ đồ tư duy từ những thông tin kiến thức đã được tổng hợp và sắp xếp lại. Sơ đồ phải thể hiện được các nhánh chính, tính chất hóa học của chất béo, ứng dụng của chất béo, vai trò của chất béo, tính chất hóa học, vai trò, ứng dụng. Giáo viên cho học sinh xem đoạn video clip về cách sản xuất xà phòng trong công nghiệp, ở nhà máy, những ứng dụng của chất béo. Sau đó giáo viên đặt vấn đề có cần thiết điều chế xà phòng, có những vấn đề nào liên quan đến việc sản xuất xà phòng, việc sản xuất xà phòng như vậy có gây ra ô nhiễm môi trường không, cách sản xuất xà phòng trong công nghiệp, chất béo có những tính chất hóa học gì, những tính chất đó được ứng dụng như thế nào vào cuộc sống. Sau đó giáo viên giới thiệu các mẫu phiếu, phiếu thu thập thông tin, mẫu TH1, mẫu TH2, mẫu TB, mẫu DG, mẫu GV để theo dõi đánh giá dự án nhằm đặt học sinh vào sự trải nghiệm, thực hiện dự án thực tiễn, yêu cầu học sinh hệ thống lại thông tin thu được bằng cách vẽ sơ đồ tư duy, sơ đồ kiến thức trên giấy A0 hoặc A3, có hình minh họa rõ ràng và sinh động, thảo luận nhóm để hoàn thành mẫu TH1 và mẫu TH2. Học sinh có thể vẽ sơ đồ trên máy tính hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa, hình ảnh để phát triển năng lực. Khi trình bày, cần nhấn mạnh đến tính sáng tạo của học sinh.
Xây dựng ý tưởng sản phẩm thí nghiệm cần thực hiện điều chế xà phòng từ mỡ lợn, dầu dừa và dầu đậu nành, nguyên liệu dụng cụ, cách tiến hành, phân công từng thành viên chuẩn bị hóa chất dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm. Cả nhóm thống nhất lựa chọn một loại hình trình bày báo cáo trong các loại hình sau: video clip, poster, bản trình chiếu PowerPoint. Học sinh trình bày những hóa chất dụng cụ cần chuẩn bị và cách tiến hành thí nghiệm được phân công vào giấy khổ A4 một cách rõ ràng, đầy đủ và dễ thực hiện. Gợi ý cho mỗi nhóm chọn hình thức báo cáo khác nhau để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, tăng khả năng sáng tạo của học sinh vì mỗi loại hình báo cáo đều phát triển một số năng lực nhất định, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Học sinh có thể tiến hành thiết kế trên phần mềm đồ họa. Khi học sinh trình bày về ý tưởng xây dựng sản phẩm, cần hỏi rõ tại sao và thực hiện như thế nào để xác nhận quá trình và sự sáng tạo của học sinh. Tiến hành điều chế xà phòng. Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ và thực hiện một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm dưới sự cố vấn của giáo viên hoặc tự làm ở nhà. Điều chế xà phòng từ mỡ lợn, điều chế xà phòng từ dầu dừa, điều chế xà phòng từ dầu đậu nành. Học sinh có thể tham khảo cách tiến hành từ các clip hướng dẫn cách làm xà phòng handmade trên mạng Internet. Học sinh làm thí nghiệm về sản xuất xà phòng từ chất béo, mỡ lợn, dầu đậu nành, dầu dừa, so sánh hiệu suất phản ứng chuyển hóa của các nguyên liệu này, cá nhân thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ở nhà. Hình thức hoạt động chính là sự trải nghiệm, giáo viên có vai trò cố vấn, hỗ trợ khi học sinh có nhu cầu. Lưu ý học sinh về cách hòa tan NaOH rắn tan trong nước, cần đeo kính, sử dụng găng tay và khẩu trang, cho từ từ NaOH rắn vào nước. Hoàn thiện báo cáo sản phẩm. Nội dung báo cáo gồm kiến thức về chất béo là gì, tính chất của chất béo, vai trò của chất béo với sự sống, ứng dụng của chất béo trong công nghiệp, cách sản xuất xà phòng từ chất béo, mỡ lợn, dầu dừa, dầu đậu nành, video clip thí nghiệm, so sánh hiệu suất sản xuất xà phòng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau. Nhóm cử một thành viên báo cáo sản phẩm của nhóm kèm sản phẩm xà phòng mà các thành viên trong nhóm đã tự điều chế được từ các nguồn nguyên liệu chất béo khác nhau. Giáo viên chuẩn bị các mẫu phiếu đánh giá, mẫu DC, tổ chức cho học sinh trình bày báo cáo trong giờ học của bài 48 ở trên lớp học. Yêu cầu học sinh báo cáo cả kiến thức về chất béo và quá trình thực hiện thí nghiệm, điều chế xà phòng, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hành. Các thành viên trong nhóm có thể trao đổi những trải nghiệm thành công và thất bại, khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Các nhóm trình bày trước ban giám khảo và toàn thể các bạn trong lớp về kế hoạch, quá trình thực hiện, kết quả và đánh giá sản phẩm thu được. Thành lập ban giám khảo gồm giáo viên và một số học sinh chấm điểm và nêu câu hỏi. Các học sinh còn lại đóng vai trò là khán giả, có thể tham gia chất vấn giữa các nhóm với nhau. Đánh giá sản phẩm và hoạt động. Tiêu chí đánh giá về sản phẩm điều chế được xà phòng từ nguyên liệu chất béo có thể sử dụng được và nêu được vai trò của xà phòng trong cuộc sống và công nghiệp. Báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung về kiến thức và quá trình thực hành, thiết kế khoa học và có tính thẩm mỹ. Về hoạt động, quá trình hoạt động của cá nhân, của nhóm, các thành viên đều được tham gia thí nghiệm, tìm kiếm, xử lý thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động, rút ra được những thành công và thất bại trong thực nghiệm. Cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chủ đề đối với bản thân. Thu thập các ý kiến đánh giá phản hồi về tính hiệu quả của sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm. Cần để học sinh nhóm này nhận xét đánh giá nhóm khác, giáo viên cùng với học sinh trong lớp phân loại đánh giá theo xếp hạng các nhóm thực hiện, giáo viên tổng kết giáo dục hành vi thái độ với sự phát triển bền vững, đảm bảo nội dung học tập sát thực tế nhất với hoạt động dự án chuyên nghiệp trong môi trường nghề nghiệp tương lai, đảm bảo việc tự quản lý dự án của người học, quản lý tiến độ, quản lý ý tưởng, tranh luận có trách nhiệm. Cần có câu hỏi tác động đến các kiến thức liên quan tới giáo dục phát triển bền vững, huy động được các lĩnh vực khác vào trong quá trình thực hiện, rèn luyện được kỹ năng tranh luận, phản biện trước đám đông, xây dựng và củng cố các kỹ năng và giá trị về mặt xã hội. Nhiệm vụ của giáo viên là người khởi xướng và cố vấn, theo dõi, điều chỉnh, đồng thời đốc thúc.
phiếu thu thập thông tin, viết các nội dung tìm kiếm và đọc được trong bài liên quan đến các từ khóa vào các ô tương ứng trong bảng sau bài 28, chất béo trang 145 sách giáo khoa hóa học 9, người đọc, ngày đọc, từ khóa, tính chất của chất béo, nội dung đọc liên quan đến từ khóa, cách sản xuất xà phòng từ chất béo, thành phần của xà phòng, nguyên tắc sản xuất xà phòng, cách điều chế xà phòng trong phòng thí nghiệm, chất béo là gì, vai trò của chất béo đối với sự sống và trong công nghiệp. Mẫu TH1, phiếu tổng hợp nội dung thảo luận nhóm. 1. Tên nhóm. 2. Công việc được giao. 3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Nội dung báo cáo có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng. Cách điều chế xà phòng trong phòng thí nghiệm có lưu ý để thí nghiệm thành công và đạt hiệu suất cao nhất. Mẫu TH1, phiếu tổng hợp nội dung thảo luận nhóm. 1. Họ và tên nhóm. 2. Công việc được giao. 3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Nội dung báo cáo có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng. Chất béo là gì? Vai trò của chất béo đối với sự sống và trong công nghiệp. Mẫu DG, phiếu đánh giá sản phẩm. 1. Tên nhóm. 2. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 4. Tên sản phẩm. 5. Hình thức. 6. Đánh giá về bố cục. Trình bày rõ ràng, trình tự hợp lý, màu sắc về nội dung, đầy đủ chi tiết, phù hợp. Sản phẩm xà phòng, màu sắc, cảm quan, chất lượng, hương thơm. Mẫu GV, cách tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng, chuẩn bị hóa chất dầu dừa, nước, ethanol 96%, cồn 90 độ, NaOH rắn, NaCl rắn, dụng cụ bình tam giác 250ml, giá sắt, đèn cồn, đũa thủy tinh, đá bọt, cốc thủy tinh có mỏ 250ml, phễu lọc hút chân không, giấy lọc. Tiến hành cho vào bình tam giác dung dịch 250ml khoảng 2,5g NaOH và 7,5ml ethanol 96%, cho tiếp 7,5ml nước để hòa tan NaOH do ethanol không tác dụng được với NaOH và không tan trong nước, cho tiếp 7,5g dầu dừa và thêm vài viên đá bọt, đun khoảng 2 giờ. Trong quá trình đun cần khuấy hỗn hợp bằng đũa thủy tinh, thu được dạng tủa trắng hơi vàng. Tiếp theo hòa tan 13g NaCl trong 75ml nước trong cốc thủy tinh có mỏ 250ml. Rót toàn bộ sản phẩm xà phòng hóa còn nóng vào cốc thủy tinh này. Dùng đũa thủy tinh khuấy trong khoảng 2-3 phút, hỗn hợp các muối natri xà phòng sinh ra ở trạng thái keo, nổi lên thành một lớp đông đặc ở phía trên, lọc lấy xà phòng nổi lên bằng phễu lọc hút chân không ở áp suất thấp. Tiếp tục rửa lại bằng nước lạnh 2-3 lần, mỗi lần 10ml nước, ép xà phòng thu được giữa hai lớp giấy lọc cho ráo nước hoàn toàn. Giải thích, dầu dừa tan rất ít trong nước nhưng lại tan tốt trong ancol nên ta cho ethanol vào làm tăng khả năng tan của dầu dừa. Dầu dừa có gốc hydrocarbon dao động từ C8 đến C10, tức lipid, còn gọi là chất béo, có khả năng thủy phân trong môi trường kiềm. Phản ứng xà phòng hóa hỗn hợp muối natri của các axit béo được gọi là xà phòng. Trong quá trình phản ứng tạo xà phòng luôn khuấy hỗn hợp phản ứng để đảm bảo sản phẩm không bị vón cục, cho thêm muối ăn để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glycerol. Ngoài ra, việc cho muối NaCl vào để cố định ion Na cộng. Trong nhà máy điều chế xà phòng còn có công đoạn tách và tinh chế glycerol. Sau khi tách xà phòng, dung dịch còn lại chứa glycerol, muối ăn và các tạp chất khác, có thể xử lý bằng phương pháp hóa học trước để làm kết tủa tạp chất, lọc rồi đem chưng dưới áp suất thấp. Khi dung dịch đã đậm đặc, dùng máy ly tâm để thu hồi muối ăn, tiếp tục kết phân đoạn để thu lấy glycerol. Chủ đề thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxit khi đốt than. Mục tiêu xây dựng được phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxit, biết được mức độ độc tính và hoàn cảnh cơ chế gây độc của khí carbon oxit để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Học sinh vận dụng được các kiến thức về tính chất vật lý hóa học của khí carbon oxit và trên cơ sở đánh giá được mức độ độc tính, hoàn cảnh, cơ chế gây độc của khí carbon oxit để thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxit.
phát triển năng lực thực hành sử dụng ngôn ngữ khoa học trong cuộc sống, năng lực làm việc nhóm của học sinh, việc hiểu biết mức độ độc tính và cách phòng chống thoát hiểm khi gặp phải các trường hợp trong thực tế là vô cùng cần thiết. Từ đó ý thức bảo vệ an toàn tính mạng bản thân và mọi người xung quanh, có thái độ và ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện 1 tuần trước khi học bài 28 các oxit của carbon. Trang 85 sách giáo khoa hóa học 9 giao nhiệm vụ cho học sinh trước khi học bài 28 sách giáo khoa hóa học 9 thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxit như chủ đề 5 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9. Chia nhóm học sinh trong lớp và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong 1 tuần ở nhà, báo cáo kết quả trên lớp ở tiết học của tuần tiếp theo. Các hoạt động được tổ chức đan xen giữa giờ học trên lớp và tự học ở nhà. Thiết bị và vật tư, sách giáo khoa hóa học 9, giấy khổ A0, A4, máy tính có kết nối Internet, điện thoại. Học sinh đọc bài 28 trang 85 sách giáo khoa hóa học 9, kết hợp sử dụng các thông tin trên mạng, giáo viên chuẩn bị máy chiếu, loa, giấy A4, A0. Hình thức tổ chức làm việc theo nhóm từ 3 đến 5 người, chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm các học sinh ở gần nhà nhau để tiện trao đổi và không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Phân công nhóm trưởng, thư ký, tìm kiếm thông tin, sách giáo khoa, cá nhân đọc sách giáo khoa bài 28 trang 85 hóa học 9 để tìm hiểu về tính chất vật lý hóa học của carbon oxit, nguồn khí carbon oxit tạo ra do sự pha phát hoặc do các hoạt động của con người trong đời sống và sản xuất, mức độ độc tính, cơ chế gây độc của carbon oxit đối với con người qua các nguồn phát tạo khí carbon oxit, cách giải độc khí carbon oxit trong tình huống bị ngộ độc, các biện pháp phòng tránh và thoát hiểm khi gặp ngộ độc khí carbon oxit. Các nguồn khác, nhóm trưởng phân công mỗi thành viên lựa chọn một trong các từ khóa để tìm thông tin về chất béo như tính chất vật lý của CO, tính chất hóa học của CO, cơ chế gây độc của CO, nguồn phát khí CO, cách giải độc khí CO, phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO và hoàn thành phiếu học tập cá nhân. Phát phiếu thu thập thông tin và mẫu CN cho học sinh, yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu đọc, chú ý nhấn mạnh đến các nội dung đã được nêu trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8 và có thể mở rộng nếu cần. Lưu ý học sinh về các từ khóa để tìm kiếm thêm thông tin có thể mở rộng thêm nếu cần. Giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, hỗ trợ học sinh khi cần thiết, yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc ở thư viện của trường các hình ảnh, video hoặc bài viết liên quan đến các từ khóa đã có, hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin bằng các công cụ tra cứu trên Internet nếu cần, hướng dẫn học sinh lưu các file dữ liệu vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng. Xử lý thông tin, vẽ sơ đồ tư duy từ những thông tin kiến thức đã được tổng hợp và sắp xếp lại. Sơ đồ phải thể hiện được các nhánh chính carbon oxit, tính chất lý hóa học, nguồn gốc phát khí, cơ chế gây độc, cách giải độc, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO. Hướng dẫn học sinh sau khi tìm kiếm thu thập được thông tin thì tiến hành sơ đồ hóa thông tin dưới dạng sơ đồ tư duy bằng cách vẽ sơ đồ trên giấy A0 hoặc A3 có hình minh họa rõ ràng và sinh động. Ví dụ, carbon oxit, carbon monoxide, nguồn phát khí CO, cơ chế gây ngộ độc, cách giải độc khi ngộ độc CO, tính chất vật lý, tính chất hóa học, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO. Nhóm thực hiện trên lớp hoặc ở nhà, học sinh có thể vẽ sơ đồ trên máy tính hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa, hình ảnh và phát triển năng lực. Khi trình bày cần nhấn mạnh đến tính sáng tạo của học sinh. Xây dựng ý tưởng sản phẩm. Nhóm thống nhất chọn cách thức trình bày phương án theo poster hoặc bản trình chiếu dạng PowerPoint. Cả nhóm thảo luận nêu lên ý tưởng cho sản phẩm và trình bày phương án, phân công các thành viên chuẩn bị nội dung hình ảnh đưa vào sản phẩm. Hoạt động này hoàn toàn do học sinh
thảo luận nhóm và lựa chọn. Giáo viên chỉ đưa ra các yêu cầu về xây dựng bố cục sản phẩm theo dạng poster. Phần tiêu đề chính, phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO cần được đưa lên phần đầu, có điểm nhấn về màu sắc thu hút độc giả. Hình ảnh trong poster phong phú, chữ viết rõ ràng, mỗi hình ảnh cần có chú thích và diễn giải. Các nội dung sản phẩm đều có ảnh minh họa, bố cục sản phẩm phải đảm bảo nội dung của chủ đề, tính chất vật lý, tính chất hóa học của carbon oxide, nguồn gốc, nguồn phát khí carbon oxide, cơ chế gây ngộ độc, phòng và thoát hiểm khi bị ngộ độc khí, cách giải độc khi bị ngộ độc carbon oxide. Gợi ý học sinh tham khảo một số trang thiết kế bố cục như xây dựng một bố cục bài viết hiệu quả, thiết kế website. Sản phẩm trình chiếu dạng PowerPoint, phần mở đầu khí CO là khí độc, vì vậy cần phòng ngộ độc CO và biết cách thoát hiểm khi ngộ độc khí CO. Phần nội dung cơ chế gây ngộ độc, phòng và thoát hiểm khi bị ngộ độc khí CO, cách giải độc khi bị ngộ độc CO. Phần kết luận cần có nội dung tuyên truyền cảnh báo khi sử dụng các nguồn có khả năng phát ra khí CO. Nội dung báo cáo cần có ảnh minh họa phù hợp với phần báo cáo. Gợi ý học sinh tham khảo các tài liệu hướng dẫn làm bản thuyết trình, các cách làm slide thuyết trình đẹp hơn, cách làm PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp, tổng hợp bộ hình nền PowerPoint. Khi học sinh trình bày về ý tưởng xây dựng sản phẩm, cần hỏi rõ tại sao và thực hiện như thế nào để xác nhận quá trình và sự sáng tạo của học sinh. Tiến hành thiết kế sản phẩm và nghiệm thu sản phẩm. Nhóm thống nhất phương án trình bày sản phẩm, báo cáo sản phẩm có thể được lựa chọn trình bày với nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc sự lựa chọn của cả nhóm. Phân công các thành viên chuẩn bị nội dung hình ảnh đưa vào sản phẩm. Tiến hành hoàn thiện sản phẩm, nhóm trưởng nghiệm thu và đánh giá sản phẩm của nhóm. Nhóm tiến hành hoàn thiện sản phẩm ở nhà theo ý tưởng đã thống nhất, giáo viên gợi ý để học sinh tham khảo cách thiết kế sản phẩm, trình bày dưới dạng poster, các thông tin cần bố trí sắp xếp ngắn gọn, dễ hiểu và có hình ảnh minh họa đi kèm, phối màu tạo ấn tượng bắt mắt nhưng vẫn hài hòa, cần có đủ các nội dung đã thống nhất, gợi ý học sinh tham khảo trước một số poster trên sách báo hoặc internet, cần viết những gì để thiết kế một poster bắt mắt và hiệu quả, cách thiết kế một poster tuyên truyền. Trình bày thuyết trình dưới dạng báo cáo khoa học, nội dung cần đảm bảo và nêu được lý do chọn nội dung báo cáo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của khí carbon oxide, nguồn phát khí carbon oxide, cơ chế gây ngộ độc, cách giải độc khi bị ngộ độc carbon oxide, phòng và thoát hiểm khi bị ngộ độc khí. Gợi ý học sinh tham khảo các trang web và các video về kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng. Giáo viên tổ chức cho học sinh tự đánh giá nghiệm thu sản phẩm tại lớp. Nhóm trưởng nghiệm thu sản phẩm của nhóm từ các thành viên bằng cách phát vấn thông qua hệ thống câu hỏi, tính độc của khí CO, các triệu chứng ở người bị ngộ độc khi hít phải khí CO, cách phòng chống ngộ độc khí CO. Một người đốt khí than sưởi ấm cần có sự phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxide như thế nào? Báo cáo sản phẩm. Nhóm cử một thành viên báo cáo sản phẩm của nhóm. Nhóm trưởng phân công thành viên thu thập các ý kiến đánh giá, ý kiến phản hồi về tính hiệu quả của sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm. Có thể treo poster trong khu dân cư để tuyên truyền về khoa học và kỹ năng xử lý tình huống nếu gặp trong đời sống và sản xuất. Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm trong giờ học trên lớp ở bài 28. Từng nhóm trình bày sản phẩm trước tập thể lớp, thu thập các ý kiến đánh giá, ý kiến phản hồi về tính hiệu quả của sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm. Yêu cầu các báo cáo viên cần báo cáo với thái độ trung thực thông qua các thông tin tìm kiếm được và tự tin thuyết trình trước đám đông. Yêu cầu các nhóm tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong khu dân cư về kỹ năng xử lý tình huống nếu gặp trong đời sống và sản xuất bằng cách tổ chức báo cáo sản phẩm trước phụ huynh, trước giáo viên, dán các sản phẩm poster trong bản tin trường học, khu dân cư.
đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, có phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxide, nội dung báo cáo đầy đủ, chi tiết và hợp lý, cách thoát khỏi đám khí CO, cách giải độc, mức độ độc hại của khí CO, các nguồn gây ra khí CO, về hoạt động, phân công được nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên, dự trù kinh phí của dự án, có hoạt động tuyên truyền phổ biến trong trường học, khu dân cư, tuyên truyền địa phương hiệu quả, có ý nghĩa. Một số tiêu chí đánh giá sự đạt hay không đạt của sản phẩm, phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO, cách thoát khỏi đám khí CO, cách giải độc, nêu lên được các đặc tính độc hại của khí CO, nêu lên được các nguồn gây ra khí CO, đánh giá nhận xét và trao đổi về hoạt động. Giáo viên yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá nhận xét các thành viên khác về cách thức, thái độ làm việc chung của nhóm thể hiện trong các hoạt động. Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, hoạt động rút ra kinh nghiệm cho bản thân, hoạt động tuyên truyền phổ biến trong trường học, khu dân cư, tuyên truyền địa phương hoặc mở rộng hơn nữa ra cộng đồng, các nhóm đánh giá sản phẩm và hoạt động của nhóm khác. Phiếu thu thập thông tin, viết các nội dung tìm kiếm và đọc được trong bài liên quan đến các từ khóa và các ô tương ứng trong bảng sau bài 28. Các oxit của carbon trang 85 sách giáo khoa hóa học 9, người đọc, ngày đọc, từ khóa, tính chất vật lý của carbon oxit, nội dung đọc liên quan đến từ khóa, tính chất hóa học của carbon oxit, cơ chế gây độc của carbon oxit, nguồn phát khí carbon oxit, cách giải độc khí carbon oxit, phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxit, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn hóa học trung học cơ sở. Khối lớp 8, thứ tự chủ đề 4, tên chủ đề pha chế nước muối sinh lý và dung dịch Oresol, thời điểm bắt đầu theo sách giáo khoa, sau khi học xong bài 43 pha chế dung dịch, tuần giáo viên bắt đầu tổ chức tiết 67, tuần 34, tuần học sinh báo cáo tiết 71, tuần 36. Chủ đề 5, tên chủ đề oxy, sự cháy và sự sống, thời điểm bắt đầu theo sách giáo khoa, sau khi học xong bài 24, tính chất của oxy, tuần giáo viên bắt đầu tổ chức tiết 38, tuần 19, tuần học sinh báo cáo tiết 44, tuần 22. Khối lớp 9, chủ đề 4, tên chủ đề chất béo và sản xuất xà phòng, thời điểm bắt đầu theo sách giáo khoa, sau khi học xong bài 47 chất béo, tuần giáo viên bắt đầu tổ chức tiết 61, tuần 31, tuần học sinh báo cáo tiết 64, tuần 32. Chủ đề 5, tên chủ đề thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí carbon oxide khi đốt than, thời điểm bắt đầu theo sách giáo khoa, trước khi học bài 28 các oxide của carbon, tuần giáo viên bắt đầu tổ chức tiết 36, tuần 18, tuần học sinh báo cáo tiết 39, tuần 20. Phụ lục 1, mẫu phiếu thu thập thông tin, phiếu thu thập thông tin, viết các nội dung tìm kiếm được, đọc được trong bài liên quan đến các từ khóa vào các ô tương ứng trong bảng sau, bài đọc, người đọc, ngày đọc, từ khóa, nội dung đọc liên quan đến từ khóa. 2. Mẫu phiếu đánh giá, phiếu tự đánh giá cá nhân, mẫu 1, học sinh dùng phiếu này để tự đánh giá, chủ đề, thời gian thực hiện, họ tên, nhóm, nhiệm vụ trong nhóm, ghi một cách ngắn gọn các phần việc được giao, đánh dấu X vào cột, mức độ phù hợp với sự đóng góp của bản thân em cho nhóm, mức độ, mô tả sự đóng góp theo mức độ, 4. Có những đóng góp quan trọng cho nhóm. 3. Có những đóng góp có ý nghĩa cho nhóm. 2. Có những đóng góp nhỏ cho nhóm. 1. Không có đóng góp cho nhóm. 0. Gây cản trở hoạt động của nhóm. Mức độ tự đánh giá. Ghi chú: trước khi tự đánh giá vào phiếu này, các em cần nghiên cứu bảng mô tả các mức độ đóng góp của cá nhân trong nhóm trang 61. Phiếu đánh giá cá nhân trong nhóm mẫu 2. Các thành viên cùng nhóm dùng phiếu này để đánh giá lẫn nhau. Chủ đề, thời gian thực hiện, nhóm, nhóm đánh giá sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm rồi ghi tên từng cá nhân và đánh dấu vào cột phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân đó. Mức độ 4, có những đóng góp quan trọng cho nhóm. Mức độ 3, có những đóng góp có ý nghĩa cho nhóm. 2, có những đóng góp nhỏ cho nhóm. 1, không có đóng góp cho nhóm.
tên thành viên, ghi chú cả nhóm thảo luận về mức độ đóng góp của từng cá nhân, sau đó điền vào bảng các em cần nghiên cứu bảng mô tả các mức độ đóng góp của cá nhân trong nhóm trang 61. Bảng mô tả các mức độ đóng góp của cá nhân trong nhóm dùng để cá nhân tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm. Mức độ 4 quan trọng, 3 có ý nghĩa, 2 là nhỏ, 1 là không có. Tiêu chí nghiên cứu và thu thập thông tin. Mức độ 4 quan trọng, tìm kiếm được nhiều thông tin cho chủ đề hoặc nhiệm vụ được giao. Mức độ 3 có ý nghĩa, tìm kiếm được một số thông tin có liên quan đến chủ đề nhưng không phải tất cả. Mức độ 2 nhỏ, tìm kiếm được một vài thông tin nhưng chỉ một lượng nhỏ là có ích cho chủ đề. Mức độ 1 không có, không tìm kiếm được thông tin có liên quan đến chủ đề. Tiêu chí chia sẻ thông tin, mức độ 4 quan trọng, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích với nhóm. Mức độ 3 có ý nghĩa, chia sẻ một số thông tin hữu ích với nhóm. Mức độ 2 nhỏ, chia sẻ một ít thông tin với nhóm. Mức độ 1 không có, không chia sẻ thông tin với nhóm. Tiêu chí sự tham gia vào nhiệm vụ nhóm. Mức độ 4 quan trọng, tham gia tất cả các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm. Mức độ 3 có ý nghĩa, tham gia hơn một nửa các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm nhưng không phải tất cả. Mức độ 2 nhỏ, tham gia dưới một nửa các nhiệm vụ hoặc buổi họp nhóm. Mức độ 1 không có, không tham gia nhiệm vụ nào hoặc buổi họp nhóm nào. Tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, mức độ 1. Mức độ 4 quan trọng, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao. Mức độ 3 có ý nghĩa, hoàn thành nhiều hơn một nửa nhưng không đủ nhiệm vụ được giao. Mức độ 2 nhỏ, hoàn thành ít hơn một nửa nhiệm vụ được giao. Mức độ 1 không có, không hoàn thành nhiệm vụ nào được giao. Tiêu chí lắng nghe ý kiến của các thành viên khác, mức độ 4 quan trọng, lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm. Nếu thấy có hiệu quả cho nhóm, tôi đồng ý theo họ. Mức độ 3 có ý nghĩa, gần như lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm. Mức độ 2 nhỏ, không thường xuyên lắng nghe ý kiến và phản hồi của các thành viên khác cho nhóm. Mức độ 1 không có, không lắng nghe các thành viên trong nhóm, tôi nghĩ và làm theo cách của tôi. Tiêu chí hợp tác với nhóm. Mức độ 4 quan trọng, thảo luận không tranh cãi với các thành viên trong nhóm. Mức độ 3 có ý nghĩa, thảo luận các vấn đề với các thành viên và chỉ một vài lần tranh cãi. Mức độ 2 nhỏ, thoảng tôi tranh cãi với các thành viên khác của nhóm. Mức độ 1 không có, tranh cãi với mọi người và cố gắng để họ suy nghĩ như cách của tôi. Ghi chú bảng trên dùng để giúp cá nhân hiểu hơn về giá trị mức độ đóng góp của mình, của các bạn với công việc chung của nhóm. Giáo viên có thể dùng bảng này để giải thích, hướng dẫn ở lần đầu tiên tổ chức cho học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong nhóm. Sau khi học sinh đã hiểu cách đánh giá thì không cần hướng dẫn lại. Phiếu các thành viên tự đánh giá hoạt động của nhóm. Mẫu 3, cả nhóm thống nhất đánh giá trên phiếu. Chủ đề, thời gian thực hiện, nhóm, các thành viên trong nhóm cùng nhìn lại quá trình làm việc của nhóm và thống nhất tự đánh giá các nội dung bằng cách khoanh tròn vào các mức độ A, B, C, D. Mỗi nội dung chỉ khoanh xác định một mức độ cho nhóm mình. Nội dung mức độ, tinh thần làm việc ABCD, hiệu quả làm việc nhóm ABCD, trao đổi thảo luận trong nhóm mức độ ABCD, ghi chú trước khi quyết định mỗi lĩnh vực đánh giá, nhóm mình thuộc mức độ nào, các em cần đối chiếu thực tế hoạt động nhóm với bảng mô tả mức độ thuộc trang 6, sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, 7, 8, 9. Phiếu đánh giá báo cáo, mẫu 4, các nhóm dùng phiếu này để đánh giá lẫn nhau khi thực hiện hoạt động báo cáo. Chủ đề, thời gian thực hiện, nhóm đánh giá, căn cứ vào thực tế báo cáo của nhóm bạn, dựa vào bảng tiêu chí đánh giá báo cáo, nhóm thống nhất và khoanh tròn vào điểm tương ứng với mức độ muốn đánh giá. Nhóm trình bày, cấu trúc bài báo cáo, trên trình bày 3210, trình bày trên báo cáo 3210, thảo luận hoặc trả lời các câu hỏi 3210, tổng điểm. Bảng tiêu chí đánh giá báo cáo, mức độ, cấu trúc bài báo cáo trình bày 3K,
các thành tố được thiết kế có cấu trúc, có chiến lược rõ ràng, có đầy đủ các mô tả, hình ảnh minh họa, sơ đồ minh chứng cho các nội dung. 2. Mức độ 2, các thành tố được trình bày theo trật tự phù hợp, có mô tả, hình ảnh minh họa, minh chứng cho một số nội dung. Mức độ 1, chỉ có một số thành tố quan trọng được trình bày, thiếu nhiều các mô tả, hình ảnh, minh chứng cho các nội dung quan trọng. Mức độ 0, thiếu các thành tố quan trọng, các thành tố sắp xếp không phù hợp, không có các mô tả, hình ảnh, minh chứng cho các nội dung đưa ra. Mức độ trình bày báo cáo. Mức độ 3, trình bày cô đọng, dễ hiểu, có cấu trúc rõ ràng, có tính logic, nêu được trọng tâm của các nội dung, thể hiện đa dạng các hình thức trình bày bằng lời nói, tranh ảnh, thí nghiệm, mô hình, video, âm thanh. Các thành viên hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ trong trình bày báo cáo. Mức độ 2, trình bày dễ hiểu, có logic, nêu được trọng tâm của báo cáo, trình bày bằng nhiều hình thức khác nhau, có sử dụng các hình ảnh hoặc âm thanh hoặc thí nghiệm hoặc mô hình minh họa. Các thành viên có hợp tác hiệu quả, đồng bộ trong trình bày báo cáo. Mức độ 1, trình bày có thể hiểu được, logic không rõ ràng, có nêu trọng tâm của báo cáo, thể hiện được ít hình thức trình bày, có ít minh chứng cho các nội dung trình bày. Các thành viên có hợp tác nhưng chưa đồng bộ trong trình bày báo cáo. Mức độ 0, trình bày khó hiểu, thiếu tính logic, không nêu được rõ trọng tâm của báo cáo, không thể hiện được nhiều hình thức trình bày, thiếu các minh chứng quan trọng cho nội dung trình bày. Các thành viên không có sự hợp tác trong trình bày báo cáo. Thảo luận trả lời các câu hỏi. Mức độ 3, thảo luận trả lời các câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ, ngắn gọn, giao tiếp cởi mở, có gợi ý, hỏi lại, thỏa mãn mọi người. Mức độ 2, thảo luận trả lời đúng trọng tâm, có khả năng hiểu được, còn dài dòng, giao tiếp cởi mở, có phản hồi, thường xuyên, đáp ứng mọi người. Mức độ 1, thảo luận trả lời gần với trọng tâm, khó hiểu, dài dòng, còn lơ mơ về nội dung, giao tiếp cứng nhắc, chưa làm hài lòng mọi người. Mức độ 0, thảo luận trả lời lệch hẳn với sự trọng tâm, mọi người không hiểu, nội dung xa với báo cáo, giao tiếp cứng nhắc, gây khó chịu cho mọi người, làm không khí căng thẳng. Phiếu đánh giá quá trình thực hiện chủ đề, mẫu 5 dành cho đánh giá của giáo viên, tên nhóm, lớp, tên chủ đề, số thứ tự, tiêu chí 1. Tiêu chí xác định được các nhiệm vụ của chủ đề, điểm 321, nhận xét, đánh giá. 2. Tiêu chí phân công được nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên trong nhóm. 3. Tiêu chí cá nhân và nhóm hoàn thành được nhiệm vụ được phân công. 4. Tiêu chí hoàn thành được sản phẩm. 5. Tiêu chí hồ sơ minh chứng rõ ràng trong quá trình hoạt động. 6. Tiêu chí trình bày báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ thông tin. 7. Tiêu chí trả lời tốt câu hỏi của các bạn và giáo viên. 8. Tiêu chí các tiêu chí khác. Bản mô tả các mức độ quá trình thực hiện chủ đề dùng để giáo viên đánh giá quá trình thực hiện chủ đề của các nhóm theo mẫu 5. Tiêu chí xác định được các nhiệm vụ của chủ đề. Mức độ 3 xác định được tất cả các nhiệm vụ của chủ đề. Mức độ 2 chỉ xác định được một số nhiệm vụ của chủ đề. Mức độ 1 không xác định được nhiệm vụ nào của chủ đề. Tiêu chí phân công được nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên trong nhóm. Mức độ 3 có bản phân công nhiệm vụ rõ ràng cho tất cả các thành viên trong nhóm. Mức độ 2 có bản phân công nhiệm vụ nhưng chưa rõ ràng giữa các thành viên trong nhóm. Mức độ 1 không có bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Tiêu chí cá nhân và nhóm hoàn thành được nhiệm vụ được phân công. Mức độ 3, cá nhân và nhóm hoàn thành tất cả nhiệm vụ được phân công. Mức độ 2, cá nhân và nhóm chỉ hoàn thành một số nhiệm vụ được phân công. Mức độ 1, cá nhân và nhóm không hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tiêu chí chế tạo được sản phẩm có tính truyền thông tốt. Mức độ 3, tạo ra được sản phẩm có thể trưng bày, đảm bảo các tiêu chí và có sự hấp dẫn đối với người xem. Mức độ 2, tạo ra được sản phẩm có thể trưng bày, đảm bảo các tiêu chí nhưng chưa thực sự hấp dẫn đối với người xem. Mức độ 1, chưa tạo ra được sản phẩm hoặc có tạo ra được nhưng chỉ đảm bảo một số tiêu chí và không hấp dẫn đối với người xem. Tiêu chí hoàn thành và ghi đầy đủ phiếu theo dõi dự án. Mức độ 3, ghi đầy đủ chi tiết các nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề. Mức độ 2, chỉ ghi một số nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề. Mức độ 1, không ghi tất cả các nội dung trong phiếu theo dõi khi thực hiện chủ đề.
tiêu chí trình bày báo cáo rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ thông tin. Mức độ 3, báo cáo được trình bày chi tiết rõ ràng, có sức thuyết phục. Mức độ 2, báo cáo được trình bày chi tiết nhưng chưa rõ ràng, chưa thuyết phục. Mức độ 1, báo cáo trình bày chưa rõ ràng, chưa chi tiết, chưa thuyết phục. Tiêu chí trả lời tốt câu hỏi của các bạn và giáo viên. Mức độ 3, trả lời tất cả các câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu. Mức độ 2, trả lời được một số câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu. Mức độ 1, không trả lời được hoặc có trả lời nhưng không đúng trọng tâm câu hỏi. Các tiêu chí khác. 3. Hướng dẫn sử dụng một số công cụ thiết kế báo cáo. 3.1. Phần mềm Windows Movie Maker, phần mềm để xây dựng video clip từ các ảnh và các video clip khác. Windows Movie Maker là phần mềm làm video, audio, làm album nhạc được tích hợp sẵn trong máy cài Windows XP. Từ Windows 7 trở đi cần phải cài đặt phần mềm để có thể sử dụng được. Như ở Windows XP, phần mềm này có thể tải miễn phí trên Internet. Nội dung hướng dẫn dưới đây dựa trên phiên bản năm 2012 trên nền Windows 7. A. Khởi động chương trình. Đầu tiên vào Start All Program Movie Maker. Sau khi thực hiện lệnh khởi động, giao diện của chương trình có dạng. B. Tạo video clip từ thư viện video ảnh. Nhấp chuột vào mục thêm video và ảnh như hình dưới đây. Chọn ảnh hoặc video muốn đưa vào. Sau khi chọn, có thể chọn chế độ hoạt hình cho các ảnh bằng cách nháy chuột vào menu hoạt hình. Trên menu hoạt hình có các tùy chọn chuyển tiếp giữa các ảnh, tùy chọn quét và thu phóng các ảnh và tùy chọn thời lượng phát các ảnh. Ngoài ra có thể nháy chuột vào menu hiệu ứng hình ảnh để chọn các hiệu ứng thích hợp cho từng ảnh. Muốn cắt một đoạn nào đó trong một video thì nháy chuột vào menu sửa. Trong menu này ta thực hiện các bước như sau. Bước 1. Chọn đặt điểm bắt đầu của đoạn video cần cắt. Phía màn hình đưa thanh play đến đoạn cần cắt. Sau đó chọn đặt điểm kết thúc của đoạn video cần cắt. Bước 2. Nhấn chuột phải chọn cắt hoặc sao. Bước 3. Chọn vị trí thích hợp để dán đoạn video vừa cắt. Muốn di chuyển đoạn phim vừa dán tới vị trí thích hợp, nháy chuột vào đoạn phim đó rồi kéo thả chuột vào vị trí mong muốn. C. Chèn âm thanh vào đi video clip. Để chèn âm thanh vào một đoạn video clip, ta nháy chuột vào thêm nhạc. D. Tạo tiêu đề cho video clip. Để tạo tiêu đề cho phần mở đầu, ta thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Kéo thanh play về đầu đoạn video. Bước 2. Nháy chuột vào tiêu đề. Bước 3. Gõ tên tiêu đề và chỉnh sửa định dạng nội dung theo ý muốn. E. Tạo phụ đề cho từng hình ảnh đoạn video của video clip. Để tạo phụ đề cho từng hình ảnh đoạn video cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Kéo thanh play về đầu hình ảnh hay đoạn video cần tạo phụ đề. Bước 2. Nháy chuột vào phụ đề. Bước 3. Nhập nội dung định dạng phụ đề. F. Tạo nội dung về những người thực hiện đoạn video. Để tạo nội dung về những người thực hiện đoạn video, cần theo các bước sau. Bước 1. Kéo thanh play về cuối video. Bước 2. Nháy chuột vào người thực hiện. Bước 3. Nhập nội dung về người thực hiện và định dạng nội dung đó. G. Xuất video clip ra ổ cứng. Sau khi hoàn tất việc biên tập, ta sẽ phải lưu lại những gì vừa thực hiện bằng cách nháy chuột vào trình làm phim và chọn lưu phim. Tiếp theo, chọn mục dành cho máy tính. 3.2. Tạo trang web cá nhân với Google Sites. Google Sites là dịch vụ miễn phí cho phép tạo lập trang web với giao diện rất đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ tiếng Việt và có thể tạo được trang web hoàn chỉnh với tên miền mở rộng của Google Sites. Google Sites cũng hỗ trợ chia sẻ các mẫu của trang web, vì vậy có thể lựa chọn mẫu trang web có sẵn và chỉnh sửa lại cho phù hợp.
Để tạo và chỉnh sửa một trang web với Google Sites cần làm theo các bước sau. Bước 1, truy cập vào địa chỉ Google Sites http://sites.google.com. Để sử dụng Google Sites thì cần có một tài khoản Gmail. Nếu chưa có thì phải tạo một tài khoản Gmail, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Gmail để vào dịch vụ Google Sites. Bước 2, tạo trang chủ của Google Sites. Chọn tạo để bắt đầu tạo trang mới. Bước 3, tại trang vừa hiện ra, chọn mẫu để sử dụng. Sau đó điền tên cho trang web vào ô đặt tên trang web của bạn và điền địa chỉ cho trang web bằng cách điền vào ô vị trí trang web. Có thể chọn mẫu để sử dụng bằng cách chọn duyệt qua thư viện để xem thêm. Bước 4, tiếp tục cuộn xuống dưới để chọn chủ đề cho trang web của mình. Ở đây Google Sites có khá nhiều chủ đề được tạo sẵn, có thể chọn một cái bất kỳ. Bước 5, sau khi chọn xong chủ đề, tiếp tục cuộn xuống dưới, có thể chọn tùy chọn khác để thiết lập thêm một số thông tin cho trang web. Cuối cùng đánh dấu vào tôi không phải là người máy để xác nhận reCAPTCHA. Bước 6, một bảng chọn hình ảnh xuất hiện, chọn vào những hình ứng với điều kiện. Bước 7, sau khi hoàn thành reCAPTCHA, nếu chọn đúng sẽ xuất hiện dấu tích màu xanh cạnh dòng tôi không phải là người máy như hình bên dưới, nếu sai ta sẽ phải làm lại. Cuối cùng chọn tạo để tạo trang web mới. Bước 8, sau khi tạo xong trang mới thì sẽ được chuyển ngay đến giao diện trang web của mình để chỉnh sửa. Tại đây có các tùy chọn chỉnh sửa trang, tạo trang mới, trang con trong trang web vừa tạo chứ không phải một trang web mới. Click vào nút mũi tên để tạo trang con mới cho trang web. Trang con mới tạo có thể chỉnh sửa được bằng công cụ chỉnh sửa bình thường như với trang chủ. Bước 9, tiếp theo chọn biểu tượng cài đặt bên cạnh biểu tượng tạo trang mới để mở danh sách tác vụ trang. Chúng ta có thể tùy chọn để những gì xuất hiện trên trang của mình, mô tả trang, địa chỉ của trang và mẫu trang. Một số tác vụ quan trọng nữa là chỉnh sửa bố cục trang web. Tại đây ta có thể chỉnh sửa bố cục của trang web bằng cách chọn vào các khu vực cần chỉnh sửa. Bố cục chính của trang gồm 4 phần cơ bản là tiêu đề, điều hướng ngang, thanh bên, chân trang tùy chỉnh. Ứng với vị trí tên đầu, thanh ngang ngay dưới tiêu đề, thanh bên cạnh và vị trí dưới cùng. Di chuột tới đâu, khu vực đó sẽ được làm nổi bật lên để biết rằng có thể chỉnh sửa. Tiếp đó chọn để chỉnh sửa. Phần 2, hướng dẫn thực hiện các hoạt động chủ đề, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn vật lý. Chủ đề chưng kết nước, mục tiêu chế tạo được thiết bị chưng kết nước từ các nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm kiếm, gần gũi với cuộc sống. Báo cáo và trình bày sản phẩm dưới dạng một trong các loại hình sau: poster, báo tường, tờ rơi, báo ảnh, tập san, bản trình bày trên PowerPoint. Học sinh huy động được các kiến thức về sự bay hơi, ngưng tụ, truyền nhiệt, dẫn nhiệt vào giải thích hiện tượng và chế tạo thiết bị chưng kết nước. Học sinh chế tạo được thiết bị chưng kết nước, trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng như sản phẩm một cách sáng tạo và khoa học. Thời gian 2 tuần ngay sau khi học lý thuyết bài 26-27 sự bay hơi và sự ngưng tụ, sách giáo khoa vật lý lớp 6. Sau khi học xong bài 26-27 sự bay hơi và sự ngưng tụ thì giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo thiết bị chưng kết nước như chủ đề 3 trong sách. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm, yêu cầu học sinh làm trong 2 tuần, sau đó trình bày sản phẩm vào tiết vật lý sau khi học xong bài 28 sự sôi. Có thể phân chia thời gian như sau: tuần 1, nghiên cứu tài liệu để xây dựng ý tưởng về bộ thiết bị; tuần 2, triển khai thực hiện ý tưởng, chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt bộ thiết bị hoàn chỉnh và vận hành thử, đề xuất phương hướng cải tiến; cấu trúc lại nội dung dạy học bài 27 sự bay hơi và sự ngưng tụ và bài 28 sự sôi để có thời gian cho học sinh tham gia trải nghiệm cụ thể. Tiết 1, nghiên cứu lý thuyết về sự bay hơi và sự ngưng tụ. Tiết 2, ứng dụng của sự bay hơi và ngưng tụ, tổ chức cho các nhóm báo cáo quá trình thực hiện.
vận hành bộ thiết bị và đánh giá sản phẩm. Nếu có điều kiện thì xây dựng các đoạn video clip hoặc hình ảnh về trên chân cất nước chiếu cho học sinh xem khi kết thúc tiết 1. Nghiên cứu lý thuyết về sự bay hơi và ngưng tụ và yêu cầu học sinh về nhà hoàn thiện bộ thiết bị theo nhóm. Lưu ý, giáo viên cũng có thể giao nhiệm vụ cho học sinh sau khi học xong bài 25, sự nóng chảy và sự đông đặc. Với phương án này thì cần cấu trúc lại nội dung bài 26, 27 để thực hiện cho học sinh báo cáo kết quả vào bài 28, tham khảo phần phân phối chương trình, thiết bị và vật tư, sách giáo khoa vật lý lớp 6, máy tính có kết nối Internet, máy chiếu, bút viết, bút màu, sổ ghi chép cá nhân, giấy A4 hoặc A3. Dụng cụ chưng cất nước, dung dịch nước muối có pha mực tím, có thể linh hoạt lựa chọn thiết bị vật tư phù hợp. Bố trí một bộ thiết bị mẫu hoặc yêu cầu học sinh tự chế tạo và vận hành bộ thiết bị với các mẫu nước sạch, pha mực tím và muối. Tùy vào điều kiện thực tế nơi học sinh sinh sống, hướng dẫn học sinh chuẩn bị những vật tư phù hợp để không gặp khó khăn trong quá trình thiết kế sản phẩm. Lưu ý không để học sinh dùng nước bẩn chưng cất vì có thể nguy hiểm. Nếu dùng giấm thì là giấm lên men từ tinh bột, không dùng giấm công nghiệp, có thể nguy hiểm cho học sinh thử nước chưng cất. Hình thức hoạt động làm việc theo nhóm từ 3 đến 5 người, chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, sao cho các nhóm có học sinh ở gần nhà nhau để tiện trao đổi và chế tạo. Mỗi nhóm không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Tìm kiếm thông tin từ sách giáo khoa, cá nhân đọc bài 26-27, sự bay hơi và ngưng tụ trong sách giáo khoa vật lý lớp 6, rút ra nguyên tắc về chưng cất nước. Thông tin từ các nguồn khác, nhóm trưởng phân công mỗi thành viên trong nhóm lựa chọn và tìm kiếm thông tin từ Internet, sách báo theo các từ hay cụm từ khóa sau. Chưng cất, thí nghiệm chưng cất nước bằng các dụng cụ đơn giản, chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời, mô hình chưng cất rượu. Yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin và chú ý nhấn mạnh đến các khái niệm sự bay hơi, ngưng tụ, chưng cất nước cũng như từ khóa để tìm kiếm thông tin. Yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc trên phòng thư viện, phòng máy của nhà trường về hình ảnh, video hoặc bài viết theo các từ khóa trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong các môn học lớp 6, hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin qua minh họa trực tiếp và gợi ý học sinh lưu thông tin vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng. Xử lý thông tin, nhóm trưởng điều hành cả nhóm phân tích tổng hợp thông tin đã thu thập được từ hoạt động 1, sau đó thống nhất vẽ sơ đồ tư duy thể hiện được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi ngưng tụ của nước. Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm có thể ở trên lớp hoặc ở nhà và trình bày kết quả xử lý thông tin trên giấy A4 hoặc A3, có thể để học sinh xây dựng và thiết kế trên máy tính hoặc các phần mềm thiết kế đồ họa. Giúp phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh, định hướng học sinh trong sơ đồ tư duy phải nêu được nguyên lý về chưng cất nước, có đủ các bộ phận cấp nhiệt, ngưng tụ và có hình minh họa rõ ràng và sinh động. Xây dựng ý tưởng về bộ dụng cụ chưng cất nước dựa trên thông tin và mô hình đã thu thập được về chưng cất ở bước trên, mỗi thành viên đưa ra ý kiến của mình về dụng cụ và phương án bố trí thiết bị chưng cất nước của nhóm. Nến, đèn cồn, bếp cồn, năng lượng mặt trời, lưới tản nhiệt, bình tam giác 300ml, nút cao su, giá thí nghiệm có kẹp đa năng, ống nhôm, đường kính 8mm, dài 1,5mm, dụng cụ làm lạnh, khăn ẩm hoặc nước đá, cốc uống nước để thu nước sạch. Giá thí nghiệm, ống nhôm có phủ, khăn ẩm, cốc nước sạch, bình tam giác đựng nước màu có vị mặn, đèn cồn, ví dụ về sơ đồ chưng cất nước.
cho học sinh thảo luận tự do, dân chủ để đưa ra được sơ đồ thiết kế cho bộ chưng cất nước, cho học sinh đề xuất ý tưởng, lựa chọn thiết bị mà gặp khó khăn thì nên gợi ý quá trình chưng cất nước, gồm những giai đoạn nào, nước chuyển từ dạng lỏng sang dạng hơi như thế nào, từ dạng hơi chuyển về dạng lỏng như thế nào, và cần làm nóng hay làm lạnh khối nước như thế nào, hoặc cần xử lượng nước tránh mất hơi nước như thế nào, để học sinh định hình các công đoạn và nảy ra các ý tưởng. Nếu kiến thức học sinh nêu trong sơ đồ tư duy chưa đầy đủ thì nên hỏi để xác nhận xem học sinh đã nắm rõ và hiểu các kiến thức chưa. Nếu học sinh chưa nêu rõ cách làm, cách tổ chức thực hiện và các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện thì nên hỏi học sinh về năng lực, kỹ năng, các khó khăn để học sinh bộc lộ điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình hoạt động. Chuẩn bị dụng cụ và lắp ráp thiết bị, nhóm trưởng phân công mỗi bạn trong nhóm chuẩn bị 1 đến 2 loại dụng cụ vật liệu đã thống nhất ở hoạt động 3, yêu cầu học sinh phân công mỗi thành viên đảm nhiệm một công việc chuẩn bị dụng cụ. Khi quan sát học sinh phân công nhiệm vụ gặp khó khăn hoặc nhóm học sinh chưa phân công nhiệm vụ cho nhau thì hỏi để hướng dẫn học sinh về bộ chưng cất nước. Gồm những dụng cụ nào, ai chuẩn bị các dụng cụ đó, lắp ráp, chạy thử thiết bị ở đâu, ai báo cáo, ai vẽ sơ đồ thiết kế, vận hành thử nghiệm thiết bị vừa lắp đặt. Nhóm trưởng phân công một bạn trong nhóm chuẩn bị dung dịch nước muối có pha mực tím, cả nhóm cùng vận hành thiết bị quan sát và ghi chép các hiện tượng xảy ra. Yêu cầu học sinh vận hành thử nghiệm bộ thiết bị và chụp ảnh quá trình vận hành. Có thể cho học sinh thử ở phòng thí nghiệm trong trường hợp thử ở trong lớp để các nhóm khác còn góp ý. Lưu ý, trường hợp học sinh vận hành ở nhà, yêu cầu học sinh cần nhờ sự trợ giúp của người lớn trong việc giám sát để đảm bảo sự an toàn trong suốt quá trình vận hành. Hoàn thiện và trình bày báo cáo sản phẩm, cả nhóm bàn bạc thống nhất lựa chọn một loại hình sản phẩm trong các loại như poster, tập san, bản trình bày trên PowerPoint. Giai đoạn này là quan trọng trong quá trình hoạt động trải nghiệm, yêu cầu học sinh báo cáo cả cơ sở lý thuyết và quá trình thực hiện sản phẩm, gợi ý cho học sinh tham khảo về hình thức và loại hình báo cáo trong phụ lục của sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, có thể để học sinh phát triển thêm các loại hình báo cáo khác, gợi ý cho mỗi nhóm chọn một loại hình thức báo cáo khác nhau để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, tăng khả năng sáng tạo của học sinh vì mỗi loại hình báo cáo đều phát triển một số năng lực nhất định, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Khi học sinh báo cáo nên hỏi khi thử nghiệm thiết bị có hoạt động không, có được 50ml nước trong 10 phút không, có cải tiến cái gì sau khi thử không và thử bao nhiêu lần thì được kết quả, bạn nào đưa ra sáng kiến điều chỉnh cái gì, để học sinh giải bày và chiêm nghiệm lại quá trình trải nghiệm của mình. Đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, thiết bị sử dụng các vật liệu đơn giản, dễ tìm kiếm, gần gũi với cuộc sống, thiết bị đảm bảo chưng cất được 50ml lít nước trong thời gian tối đa 10 phút. Khi đánh giá về sản phẩm, giáo viên dựa vào các bộ phận của thiết bị chưng cất nước để đưa ra các nhận xét như độ chắc chắn, ống dẫn hơi, nguồn nhiệt, cách làm lạnh, lượng nước thu được dựa trên tiêu chí ở cuối chủ đề được trình bày trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6. Giáo viên đưa ra đánh giá chung nhóm nào đạt hay không đạt và phân tích cho học sinh tại sao đạt và không đạt. Nội dung báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau: nguyên tắc, dụng cụ, cách bố trí, sản phẩm thu được và hướng cải tiến thiết bị trong việc chưng cất nước. Về hoạt động, từng cá nhân đưa ra đánh giá nhận xét về hoạt động và cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động đối với bản thân. Khi trình bày về báo cáo, ngoài các nội dung cần trình bày trong báo cáo, giáo viên đánh giá về cách thiết kế, trình bày bài báo cáo, đưa ra các nhận xét về bố cục sự sáng tạo, hình ảnh, màu sắc và bảng biểu để các nhóm tự đánh giá nhau khi trình bày theo mẫu phiếu đánh giá trang 6 trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6 và ở cuối mỗi chủ đề.
đánh giá về hoạt động của nhóm học sinh để đưa ra các nhận xét về từng cá nhân, hiệu quả của nhóm, sự hợp tác của nhóm và sự thảo luận với các nhóm khác. Cần có những câu hỏi để cho cả lớp đánh giá lẫn nhau. Phiếu thu thập thông tin, bài 26-27, sự bay hơi và ngưng tụ, sách giáo khoa vật lý lớp 6, người đọc, ngày đọc, từ khóa, sự bay hơi, nội dung đọc liên quan đến từ khóa. Từ khóa, sự ngưng tụ, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ngưng tụ, quy trình chưng cất nước có thể thể hiện bằng hình vẽ, các dụng cụ cần dùng chưng cất nước có thể vẽ hình minh họa. Chủ đề, phòng chống tiếng ồn, mục tiêu, biết được đặc điểm của các vật liệu cách âm, xây dựng được phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học. Học sinh huy động được các kiến thức về đặc điểm của môi trường truyền âm, vật liệu cách âm, phản xạ âm và vào giải thích các hiện tượng về âm thanh và ô nhiễm tiếng ồn. Học sinh xây dựng được các phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học, trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng như sản phẩm một cách sáng tạo và khoa học. Thời gian 2 tuần ngay sau khi học bài 13 môi trường truyền âm, sách giáo khoa vật lý lớp 7. Ngay sau khi học bài 13 môi trường truyền âm, giáo viên giao nhiệm vụ thiết kế phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học theo chủ đề 3 sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 7, yêu cầu học sinh thực hiện dự án trong 2 tuần, sau đó trình bày phương án thiết kế vào tiết vật lý sau đó 2 tuần, có thể phân chia thời gian thực hiện như sau. Tuần 1, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin, xây dựng ý tưởng, thiết kế phương án. Nếu gặp khó khăn có thể nhờ sự tư vấn hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh. Tuần 2, thực hiện thiết kế phương án, lựa chọn thiết bị, sơ đồ thiết kế, lựa chọn hình thức báo cáo và xây dựng nội dung báo cáo. Cấu trúc lại nội dung bài 14, phản xạ âm, tiếng vang và bài 15, chống ô nhiễm tiếng ồn để có thời gian cho học sinh tham gia trải nghiệm cụ thể. Tiết 1, nghiên cứu lý thuyết về phản xạ âm tiếng vang, tư vấn hỗ trợ nội dung liên quan đến dự án mà học sinh gặp khó khăn nhờ tháo gỡ. Nội dung lý thuyết bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn sẽ được xây dựng trong quá trình học sinh thực hiện dự án và tổng kết lại khi báo cáo kết quả của dự án. Tiết 2, tổ chức cho học sinh báo cáo quá trình thực hiện phương án thiết kế và đánh giá tính khả thi các phương án thiết kế. Lưu ý, thời điểm này một số địa phương có thể chuẩn bị thi học kỳ 1 để tránh áp lực cho học sinh, có thể giao nhiệm vụ thiết kế phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học sau khi học xong bài 15 phòng chống tiếng ồn trước khi học bài 16 tổng kết chương 2 âm học thì yêu cầu học sinh báo cáo. Thiết bị và vật tư, sách giáo khoa vật lý lớp 7, bút viết, giấy A4, A0, máy tính có kết nối Internet, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, điện thoại nếu có thể linh hoạt lựa chọn thiết bị vật tư phù hợp. Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo phương án thiết kế dưới dạng bài trình bày PowerPoint, video clip nếu trường có điều kiện và học sinh thực hiện được tùy vào điều kiện thực tế nơi học sinh sinh sống. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị những vật tư phù hợp để không gặp khó khăn trong quá trình thiết kế sản phẩm. Hình thức hoạt động làm việc theo nhóm từ 3 đến 5 người. Chia học sinh thành nhiều nhóm sao cho các học sinh trong cùng một nhóm ở gần nhà nhau để tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và xây dựng phương án thiết kế. Mỗi nhóm không quá đông để học sinh nào cũng được hoạt động. Nhóm nào cũng nên có học sinh nam để có thể thực hiện các mô hình cắt, vẽ, dán. Tìm kiếm thông tin từ sách giáo khoa, cá nhân đọc bài 14, phản xạ âm, tiếng vang và bài 15, chống ô nhiễm tiếng ồn trong sách giáo khoa vật lý lớp 7. Thông tin từ các nguồn khác, nhóm trưởng phân công các thành viên lựa chọn và tìm kiếm thông tin theo các cụm từ khóa sau: phòng chống tiếng ồn, các loại vật liệu cách âm, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn, tác hại của ô nhiễm tiếng ồn đối với sức khỏe và đời sống, các cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn. Để tìm kiếm thông tin, học sinh thu thập thông tin bằng hình ảnh, ghi âm, ghi thông tin ra giấy về hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn, khoảng thời gian có tiếng ồn, mức độ ồn trong ngày, ảnh hưởng của tiếng ồn đến cuộc sống.
yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin, chú ý nhấn mạnh đến các khái niệm chất liệu cách âm, phản xạ âm, tiếng vang, ô nhiễm tiếng ồn. Yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc trên phòng thư viện, phòng máy của nhà trường về hình ảnh, video hoặc bài viết liên quan đến các từ khóa. Hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin qua ví dụ minh họa trực tiếp và gợi ý học sinh lưu các thông tin tìm kiếm được vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng. Hướng dẫn để học sinh biết lựa chọn địa điểm có ô nhiễm tiếng ồn xung quanh khu vực sinh sống. Yêu cầu nhóm học sinh phân tích thông tin tìm kiếm được và điền vào phiếu báo cáo kết quả tìm kiếm. Xử lý thông tin, học sinh tổng hợp phân tích thông tin tìm kiếm được, tổ chức họ theo nhóm nhỏ học sinh, mỗi nhóm làm báo cáo dưới dạng sơ đồ hóa thực trạng ô nhiễm tiếng ồn, biện pháp phòng chống ô nhiễm tiếng ồn. Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm có thể ở trên lớp hoặc ở nhà và sơ đồ hóa thông tin thu thập được trên giấy A4. Định hướng học sinh trong sơ đồ phải nêu được thực trạng ô nhiễm tiếng ồn tại các khu vực khảo sát như khoảng thời gian có tiếng ồn trong ngày, mức độ ô nhiễm tiếng ồn, nguyên nhân ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn đến sinh hoạt của người dân khu vực đó. Có thể hướng dẫn học sinh lập sơ đồ hóa trên máy tính để có thể đưa vào các hình ảnh mô tả giúp phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh. Yêu cầu học sinh đưa ra các biện pháp để nhóm thảo luận, lên ý tưởng và lựa chọn phương án phòng chống tiếng ồn. Mỗi cá nhân đưa ra 3 ý tưởng thiết kế phương án về phòng chống tiếng ồn cho trường học. Cả nhóm tổng hợp và thống nhất lựa chọn một phương án, trong đó nêu rõ loại tiếng ồn được lựa chọn, loại vật liệu được sử dụng, bản thiết kế, cách lắp đặt vật liệu. Cả nhóm thảo luận và lựa chọn phương án thiết kế, lắp đặt vật liệu tối ưu nhất, hoàn thành bản vẽ thiết kế phương án ra giấy A0. Yêu cầu mỗi học sinh đưa ra 3 phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học, được thể hiện bằng hình vẽ trên giấy nộp lại cho nhóm trưởng hoặc thư ký. Yêu cầu học sinh thảo luận tự do, dân chủ để đưa ra được phương án thiết kế cho việc phòng chống tiếng ồn cho trường học phù hợp nhất. Hoàn thiện và trình bày báo cáo sản phẩm. Nhóm trình bày phương án thiết kế dưới dạng một trong các loại hình sau: poster, báo tường, tờ rơi, triển lãm tranh, tập san, bài trình bày PowerPoint. Giai đoạn này là quan trọng trong quá trình hoạt động trải nghiệm. Yêu cầu học sinh báo cáo cả cơ sở lý thuyết và quá trình thực hiện bản thiết kế phương án. Đại diện các nhóm báo cáo trong thời gian 3 đến 5 phút, gợi ý cho các nhóm lựa chọn hình thức báo cáo khác nhau để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, tăng khả năng sáng tạo của học sinh, vì mỗi loại hình báo cáo đều phát triển một số năng lực nhất định, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Cho học sinh trình bày bản thiết kế thì cần hỏi rõ tại sao lựa chọn loại vật liệu đó, vật liệu được lựa chọn sẽ được sử dụng và lắp đặt như thế nào, lắp đặt như vậy có tác dụng gì, để xác nhận quá trình học tập và sự sáng tạo của học sinh. Đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, sử dụng được các vật liệu cách âm vào thiết kế phương án, thiết kế được phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học, phương án thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với không gian trường học, lớp học. Về hoạt động, từng cá nhân đưa ra đánh giá nhận xét về hoạt động và cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động đối với bản thân. Các nhóm khác nhận xét, nêu câu hỏi và phản biện. Đánh giá kiến thức của học sinh dựa trên sơ đồ tư duy về các nguồn âm gây ra sự ô nhiễm âm. Đánh giá phương án thiết kế dựa trên các điều kiện của nhà trường về gần đường, trồng cây, các thiết bị vật liệu có phù hợp, khả thi hay không. Dựa trên các tiêu chí ở cuối chủ đề được trình bày trong sách, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 7, giáo viên đưa ra đánh giá chung là nhóm nào đạt, nhóm nào không đạt và phân tích cho học sinh rõ tại sao đạt và không đạt. Để các nhóm tự đánh giá nhau khi trình bày theo mẫu phiếu đánh giá trang 6, sách giáo viên ở phụ lục. Nếu thấy phần nào chưa rõ thì đặt thêm câu hỏi để xác nhận quá trình, xác nhận và bổ sung kiến thức theo chuẩn, đánh giá sự sáng tạo. Đánh giá hoạt động của học sinh đặt ra các câu hỏi xác nhận cá nhân nào, làm cái gì và có thực sự làm cái đó hay không. Cần có những câu hỏi để học sinh đánh giá lẫn nhau.
phiếu thu thập thông tin bài 14 phản xạ âm tiếng vang, sách giáo khoa vật lý lớp 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn, sách giáo khoa vật lý lớp 7, người đọc, ngày đọc, từ khóa, phản xạ âm, nội dung đọc liên quan đến từ khóa, từ khóa tiếng vang, vật liệu cách âm, ô nhiễm tiếng ồn, các cách chống ô nhiễm tiếng ồn. Phiếu tìm kiếm và thu thập thông tin trên Internet, người tìm kiếm, ngày tìm kiếm, từ khóa, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn, nội dung tìm kiếm liên quan được liên quan đến từ khóa. Từ khóa, phòng chống tiếng ồn, vật liệu cách âm, tác hại của ô nhiễm tiếng ồn đối với sức khỏe và đời sống, phiếu báo cáo kết quả tìm kiếm thông tin trong đời sống, nhóm thực hiện, ngày thực hiện, địa điểm khảo sát, trường học, nội dung khảo sát, khoảng thời gian có tiếng ồn, mức độ ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng của nó đến hoạt động dạy và học. Các biện pháp phòng chống tiếng ồn đã được sử dụng, kết quả khảo sát, địa điểm khảo sát ở bệnh viện. Chủ đề chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời. Mục tiêu chế tạo được máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời từ các nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm với chi phí thấp. Trình bày được về sản phẩm máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời bằng một trong các loại hình như trình chiếu PowerPoint, video clip. Học sinh huy động được các kiến thức về sự truyền nhiệt, sự bay hơi, vật liệu dẫn nhiệt, vật liệu cách nhiệt vào giải thích nguyên lý hoạt động và chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời. Trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng như sản phẩm một cách sáng tạo và khoa học. Thời gian, một tuần ngay sau khi học xong bài 23 đối lưu bức xạ, sách giáo khoa vật lý lớp 8. Sau khi học xong bài 23 đối lưu bức xạ thì giao nhiệm vụ thiết kế chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời như chủ đề 3 trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8. Chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm và yêu cầu học sinh làm trong một tuần, sau đó trình bày sản phẩm vào một buổi ngoại khóa hoặc sau khi học xong bài 26 năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Yêu cầu cụ thể như sau: nghiên cứu tài liệu để xây dựng ý tưởng về bộ thiết bị nếu gặp khó khăn, có thể nhờ sự tư vấn hỗ trợ của giáo viên. Triển khai thực hiện ý tưởng, chuẩn bị dụng cụ nguyên vật liệu, lắp đặt bộ thiết bị hoàn chỉnh và vận hành thử, đề xuất phương án cải tiến. Thiết bị và vật tư, sách giáo khoa vật lý lớp 8, máy tính có kết nối Internet, bút viết, thước kẻ, giấy A0, A4, các công cụ, dao, búa kìm, đinh, băng dính, keo dán, sơn đen, có thể linh hoạt lựa chọn thiết bị vật tư phù hợp. Chuẩn bị sẵn một số tranh ảnh hoặc đoạn video clip mô tả cảnh phơi sấy nông sản của nông dân cho học sinh quan sát vào 5 phút cuối sau khi học xong bài 23, sau đó giao nhiệm vụ đến học sinh, tùy vào điều kiện thực tế nơi học sinh sinh sống, hướng dẫn học sinh chuẩn bị những vật tư phù hợp để không gặp khó khăn trong quá trình thiết kế sản phẩm. Hình thức hoạt động làm việc theo nhóm từ 3 đến 5 người, chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm nhỏ, sao cho các nhóm học sinh ở gần nhà nhau để tiện việc trao đổi và chế tạo. Tìm kiếm thông tin từ sách giáo khoa, cá nhân tìm kiếm thông tin về các hình thức truyền nhiệt, dẫn nhiệt đối lưu, bức xạ trong sách giáo khoa vật lý lớp 8, thông tin từ các nguồn khác, cá nhân tìm kiếm thông tin trong bài đọc, phương pháp sấy bằng năng lượng mặt trời. Nhóm trưởng phân công mỗi cá nhân trong nhóm lựa chọn một trong các từ khóa, khái quát về sấy, sấy bằng năng lượng mặt trời, hiệu ứng nhà kính, máy sấy bằng năng lượng mặt trời, yêu cầu từng cá nhân đọc và điền thông tin vào phiếu thu thập thông tin bài 23 bức xạ đối lưu trong sách giáo khoa vật lý lớp 8, yêu cầu từng cá nhân đọc bài phương pháp sấy bằng năng lượng mặt trời trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8 trang 31, yêu cầu học sinh tìm kiếm ở nhà hoặc trên phòng thư viện, phòng máy của nhà trường các hình ảnh, video, bài viết về các từ khóa được phân công. Hướng dẫn học sinh tìm kiếm qua minh họa trực tiếp và gợi ý học sinh lưu thông tin tìm kiếm được vào một thư mục trong máy tính để tiện sử dụng. Xử lý thông tin, vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các bộ phận chính của máy sấy bằng năng lượng mặt trời.
yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm và xử lý kết quả bằng sơ đồ tư duy trên giấy A0. Trong sơ đồ tư duy, học sinh phải nêu được hai bộ phận chính của máy sấy là bộ phận gia nhiệt, buồng sấy và chỉ rõ nguyên lý hoạt động của chúng. Học sinh có thể thiết kế trên máy tính bằng các phần mềm thiết kế đồ họa để thể hiện tính sáng tạo, lựa chọn mô hình, bố cục sản phẩm. Trưởng nhóm tổ chức cho nhóm thảo luận và thống nhất lựa chọn mô hình máy sấy sẽ chế tạo của cả nhóm, lập bản thiết kế chi tiết về sản phẩm. Yêu cầu mỗi học sinh cần có bản vẽ mô hình máy sấy của cá nhân. Nhóm căn cứ kết quả của từng cá nhân để thảo luận đưa ra bản vẽ chi tiết về sản phẩm của nhóm. Khi hướng dẫn, cần nhấn mạnh đến sự sáng tạo trong thiết kế của học sinh. Tính toán thiết kế chi tiết, thảo luận nhóm tùy vào mẫu thiết kế đã chọn, căn cứ vào lượng nông sản mỗi mẻ sấy, lựa chọn các vật liệu cần thiết để chế tạo sản phẩm. Trưởng nhóm phân công các thành viên chuẩn bị dụng công cụ và vật liệu chế tạo máy, yêu cầu mỗi học sinh đều tham gia tích cực vào quá trình chế tạo sản phẩm. Gợi ý học sinh có thể chụp ảnh, quay video làm minh chứng cho quá trình chế tạo, lắp ráp sản phẩm. Tìm kiếm vật liệu chế tạo, chuẩn bị các công cụ cần thiết, thảo luận nhóm, lựa chọn các vật liệu và các công cụ cần thiết để chế tạo, lập bản dự trù kinh phí. Gợi ý học sinh nên sử dụng các vật liệu sẵn có để tái sử dụng, có sự phân công công việc rõ ràng trong việc lựa chọn vật liệu và công cụ. Chế tạo lắp ráp, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên: đóng buồng sấy, tạo bộ phận thu nhiệt, làm các khay sấy, lắp ráp tổng thể được thiết kế hoàn chỉnh. Có thể mỗi thành viên độc lập hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc cùng thực hiện. Nhắc nhở học sinh cần chú ý giữ an toàn khi thực hiện chế tạo và lắp ráp sản phẩm. Có thể chụp ảnh, quay video làm minh chứng cho quá trình chế tạo, lắp ráp sản phẩm. Vận hành thử máy sấy, nhóm trưởng phân công một bàn chuẩn bị nông sản, lúa, ngô, khoai để sấy thử và thư ký ghi chép các số liệu. Nhóm thảo luận đưa ra phương án đánh giá sản phẩm, chẳng hạn đo nhiệt độ của buồng sấy trước và sau khi sấy, cân khối lượng nông sản trước và sau khi sấy để tính được lượng hơi nước đã bị tách ra khỏi vật cần sấy, so sánh với phơi sấy trực tiếp khi không sử dụng máy sấy. Thảo luận để đưa ra các biện pháp cải tiến sản phẩm, yêu cầu học sinh phải vận hành thử máy và đưa ra các giải pháp đánh giá sản phẩm sấy, chứng minh máy sấy thực sự rút ngắn thời gian phơi sấy khi không có thiết bị đo độ ẩm của vật cần sấy. Cần chụp ảnh, quay video quá trình vận hành thử. Sự sáng tạo cũng được thể hiện khi học sinh đưa ra các biện pháp cải tiến sản phẩm, hoàn thiện và trình bày báo cáo sản phẩm. Cả nhóm bàn bạc thống nhất lựa chọn một loại hình báo cáo trong các loại như poster, tạp sang, bản trình bày trên PowerPoint. Định hướng để các nhóm lựa chọn loại hình báo cáo khác nhau. Nội dung báo cáo bao gồm cả cơ sở lý thuyết và quá trình thực hiện sản phẩm. Cần nhấn mạnh những chi tiết thể hiện sự sáng tạo trong quá trình thiết kế, chế tạo và ngay trong các loại hình báo cáo. Khi nhóm trình bày, cần hỏi rõ ai làm gì và làm như thế nào để xác nhận quá trình học sinh tổ chức học tập, đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, chế tạo được máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trời, thiết bị sử dụng những vật liệu đơn giản, chi phí thấp, thiết bị hoạt động được, rút ngắn được thời gian phơi sấy, có tính cơ động, dễ di chuyển về hoạt động. Các thành viên được trải nghiệm trong vai trò người sáng chế, đề xuất các dụng cụ cần thiết, thiết kế phương án chế tạo sản phẩm và biết đưa ra các lý lẽ, bảo vệ ý kiến trước các phản biện. Tổ chức cho học sinh đánh giá và báo cáo sản phẩm để cho các nhóm thảo luận, phản biện lẫn nhau. Đánh giá kiến thức học sinh dựa trên sơ đồ tư duy để hỏi về bộ phận phản xạ ánh sáng, hấp thụ nhiệt, truyền nhiệt và cách nhiệt. Đánh giá về sản phẩm để hỏi về cấu trúc bộ phận sấy, đối lưu, vật liệu, thiết kế, kiểu dáng và hiệu quả của máy sấy. Dựa trên các tiêu chí ở cuối chủ đề trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8, giáo viên đưa ra đánh giá chung nhóm nào đạt hay không đạt và phân tích cho học sinh tại sao đạt và không đạt.
phát phiếu đánh giá các nhóm báo cáo theo mẫu ở cuối chủ đề sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8, đánh giá về hoạt động để nhận xét, hỏi về cách tổ chức, thảo luận thống nhất các phương án và cách thức tìm kiếm vật liệu. Phiếu thu thập thông tin bài 23, đối lưu bức xạ nhiệt sách giáo khoa vật lý lớp 8, người đọc, ngày đọc, từ khóa, sấy, nội dung đọc liên quan đến từ khóa sấy bằng năng lượng mặt trời, đối lưu bức xạ, vật liệu dẫn nhiệt, cách nhiệt, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy, hiệu ứng nhà kính, các bộ phận chính của máy sấy và nguyên lý hoạt động của chúng có thể thể hiện bằng hình vẽ. Các công cụ cần dùng. Chủ đề chế tạo pin điện hóa đơn giản. Mục tiêu chế tạo được các pin điện hóa đơn giản, tiến hành được các thí nghiệm với pin điện hóa đã chế tạo, tổ chức và hướng dẫn để học sinh chế tạo được các pin điện hóa từ các vật liệu đơn giản, qua đó biết được nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc cấu tạo của pin điện hóa, cũng như các khả năng ứng dụng các pin điện hóa đơn giản, hướng dẫn học sinh xây dựng phương án và tiến hành được các thí nghiệm với pin điện hóa. Thời gian 2 tuần sau khi kết thúc chương 1 điện học sách giáo khoa vật lý lớp 9, trong giờ tổng kết chương 1, giáo viên tổ chức giao nhiệm vụ thực hiện chủ đề ngoại khóa chế tạo pin điện hóa đơn giản, chia học sinh trong lớp thành nhiều nhóm và thống nhất thời gian thực hiện trong 2 tuần, có thể phân chia như sau: tuần 1 tìm kiếm và hệ thống thông tin về pin điện hóa, chế tạo các pin điện hóa và tiến hành thí nghiệm với chúng. Tuần 2 xây dựng bản báo cáo tổng kết để giới thiệu kết quả và thực hiện báo cáo tại lớp, cần thống nhất về cách thức trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc, tư vấn giữa giáo viên và học sinh, trao đổi trực tiếp tại trường qua điện thoại, email, Facebook. Thiết bị và vật tư, sách giáo khoa vật lý lớp 7-8-9, giấy A0, A4, sổ ghi chép cá nhân, sổ ghi chép nhóm, máy tính có kết nối Internet, đồng hồ đo điện, cốc để đựng chất lỏng, các tấm bản kim loại mỏng, các đồ gia công đơn giản, dung dịch điện ly, có thể linh hoạt lựa chọn thiết bị vật tư phù hợp, chuẩn bị tài liệu, tự sưu tầm để giới thiệu sơ bộ về pin điện hóa, một số đồng hồ đo điện đa năng hiện số hoặc vôn kế kim được cung cấp ở phòng thí nghiệm và các dây nối số lượng tùy theo số nhóm. Các đèn LED điện áp thấp 1V, 1,5V, 3V có thể chuẩn bị pin đã được giáo viên chế tạo để làm mẫu về hình thức cách đo đạt. Các phiếu học tập để thực hiện nhiệm vụ, tùy vào điều kiện thực tế nơi học sinh sinh sống, hướng dẫn học sinh chuẩn bị những vật tư phù hợp để không gặp khó khăn trong quá trình thiết kế sản phẩm. Hình thức hoạt động làm việc theo nhóm từ 3 đến 5 người, tùy theo số lượng học sinh của lớp, chia lớp thành các nhóm từ 3 đến 5 người với lớp ít học sinh, hoặc từ 6 đến 8 người với lớp đông học sinh, sao cho mỗi lớp có khoảng 6 nhóm. Tìm kiếm thông tin từ sách giáo khoa, từng thành viên trong nhóm nghiên cứu các nội dung liên quan đến dòng điện, nguồn điện, pin điện hóa trong các bài 19-25 sách giáo khoa vật lý lớp 7, bài 8 sách giáo khoa vật lý lớp 9 và tài liệu khoa học về pin điện hóa. Thông tin từ các nguồn khác, nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet theo các cụm từ khóa sau: vai trò của pin điện hóa trong các thiết bị điện, các bộ phận cơ bản của pin điện hóa nhìn từ bên ngoài, cấu tạo bên trong của pin điện hóa, các điện cực của pin, chất điện ly, các thông số của pin, suất điện động của pin điện hóa, dung lượng của pin điện hóa và thời gian sử dụng, các phương pháp đo điện để xác định các thông số bằng đồng hồ đo đa năng, nguyên tắc hoạt động của pin điện hóa. Sau khi học xong chương 1 sách giáo khoa vật lý lớp 9, trong giờ tổng kết chương, giáo viên giới thiệu về lịch sử ra đời, tầm quan trọng của các pin điện hóa trong đời sống và kỹ thuật qua tài liệu hoặc bản trình chiếu. Các nội dung trình bày cần hấp dẫn để tạo sự quan tâm của học sinh, đồng thời gợi mở những hướng cần tìm hiểu hay các từ khóa. Tổ chức cho học sinh đọc các thông tin trong sách giáo khoa, bài 19-25 sách giáo khoa vật lý lớp 7, bài 8 sách giáo khoa vật lý lớp 9, từ đó xác định các từ khóa thích hợp cho việc tìm hiểu về pin điện hóa từ các nguồn khác nhau, Internet, sách báo, người lớn.
giám sát theo dõi để hỗ trợ và hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân ở nhà hoặc ở phòng máy, tìm kiếm các thông tin qua các bài viết, hình ảnh, video theo các từ khóa, gợi ý trong sách hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9 hoặc các từ khóa gợi ý trong quá trình tìm kiếm. Gợi ý học sinh lưu lại các thông tin tìm kiếm được vào một thư mục trên máy tính để tiện sử dụng, cập nhật và điều chỉnh. Xử lý thông tin, từng thành viên giới thiệu các thông tin đã thu được từ các nguồn sách báo Internet. Nhóm trưởng tổ chức thảo luận để chọn được các thông tin có ý nghĩa về pin điện hóa, làm việc nhóm xây dựng sơ đồ tư duy về các nội dung đã thu thập về pin điện hóa. Yêu cầu các nhóm làm việc ở nhà hoặc ở trường vào thời gian phù hợp, hướng dẫn quy trình tổ chức. Học sinh trình bày các thông tin mà mình đã thu thập được trước nhóm. Nhóm trưởng điều hành thảo luận để tìm được các thông tin có ý nghĩa về pin điện hóa. Có thể tham dự các buổi thảo luận, nếu không cần yêu cầu ghi biên bản chi tiết các ý kiến họp nhóm để nộp lại cho giáo viên. Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả tìm kiếm thông tin bằng sơ đồ tư duy trên máy chiếu hoặc trên giấy A0. Ghép nối tiếp, ghép song song, ghép nguồn. Pin điện hóa, ghép nguồn, ghép nối tiếp, ghép song song, điện cực, cực dương, cực âm. Cực dương bao gồm than chì, đồng, v.v. Cực âm gồm kẽm, tôn, v.v. Dung dịch, nước muối, nước thải, củ quả. Xây dựng phương án chế tạo pin điện hóa. Mỗi thành viên trong nhóm đưa ra ít nhất một ý tưởng thiết kế trên giấy ở dạng hình vẽ không gian hoặc hình phẳng, bao gồm dung dịch chết điện ly và bình đựng, loại điện cực, cách chế tạo và cách bố trí điện cực, cách đấu dây để lấy điện ra. Hội ý cả nhóm để xây dựng các tiêu chí cho các phương án chế tạo, cụ thể là đề ra yêu cầu về vật liệu phải phổ biến, dễ kiếm, dễ chế tạo, rẻ tiền, đề ra yêu cầu về hình thức phải gọn gàng, chắc chắn, xác định cách thức chế tạo bằng các dụng cụ đơn giản như cưa sắt, kìm, kéo. Dựa trên các tiêu chí, cả nhóm xem xét các phương án của từng thành viên để điều chỉnh và chọn ra các phương án hợp lý là sản phẩm của cả nhóm. Giáo viên cần nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng các thí nghiệm, thống nhất thực hiện việc thiết kế theo nhóm tại nhà. Giáo viên có thể đưa ra một số gợi ý khi thiết kế, yêu cầu mỗi học sinh đưa ra ít nhất một ý tưởng thiết kế trên giấy ở dạng hình vẽ không gian hoặc hình phẳng, bao gồm dung dịch chết điện ly và hộp đựng, loại điện cực, cách chế tạo và cách bố trí điện cực, cách đấu dây để lấy điện ra, thực hiện thiết kế theo mẫu phiếu CNTH01. Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận xây dựng các tiêu chí cụ thể cho pin điện hóa cần chế tạo, thực hiện theo phiếu học tập NTH01. Thiết kế, chế tạo sản phẩm và thực hiện các phương án đo để đánh giá sự phụ thuộc của điện áp vào thông số cơ bản của pin điện hóa đã chế tạo. Thảo luận nhóm để thống nhất về yêu cầu cho các pin sẽ chế tạo về hình thức gọn, đẹp, thuận tiện cho việc đo đạc sử dụng, phân công nhiệm vụ và chế tạo sản phẩm pin điện hóa, chuẩn bị và chế tạo. Yêu cầu các nhóm tự căn cứ vào điều kiện của nhóm về thời gian, khả năng lựa chọn các phương án hợp lý để thực hiện chế tạo, số lượng pin phù hợp. Yêu cầu học sinh thảo luận để thống nhất các tiêu chí cho việc chế tạo pin về hình thức, khả năng chế tạo, khả năng sử dụng. Hướng dẫn nhóm phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện. Yêu cầu các thành viên của nhóm đều được giao nhiệm vụ nhất định. Các nhiệm vụ cụ thể là chuẩn bị các công cụ gia công vật liệu, kìm kéo, các kim loại, cưa sắt. Cần nhắc nhở học sinh cách thức sử dụng để an toàn. Chuẩn bị dung dịch chất điện ly, nước muối, nước thải, các loại củ quả. Nhắc học sinh không dùng các hóa chất mạnh, axit, sút để đảm bảo an toàn. Chuẩn bị đồ dùng, vật dụng đựng chất lỏng để thực hiện việc chế tạo các loại pin. Hướng dẫn học sinh bố trí các thành viên thực hiện các công đoạn chế tạo, chọn và pha chế dung dịch điện ly, mỗi chất sẽ chế tạo một pin. Chế tạo các điện cực từ các kim loại khác nhau, nhôm, tôn, đồng lá, dây thép, dây điện, yêu cầu lắp ráp hoàn thiện sản phẩm với từng dung dịch và với từng cặp điện cực.
tiến hành đo điện áp giữa hai điện cực để xác định sự hoạt động của pin đã chế tạo, thảo luận để dự đoán về sự phụ thuộc giá trị điện áp của pin vào các yếu tố, loại chất điện ly, bản chất của điện cực, kích thước của điện cực, khoảng cách giữa các điện cực. Lên kế hoạch thực hiện thí nghiệm, kiểm tra các dự đoán, cách thức tiến hành là khảo sát sự phụ thuộc của điện áp vào từng yếu tố, trong khi cố định các yếu tố còn lại, xác định các bản thu thập số liệu, cách thức xử lý số liệu, vẽ đồ thị, tìm dạng hàm số tương ứng, tiến hành đo theo kế hoạch, ghi số liệu đo được vào các bảng. Thảo luận để xử lý số liệu và rút ra nhận xét từ các bảng số liệu thu được. Có thể vẽ đồ thị hoặc đưa ra dạng hàm số, hoặc rút ra được nhận xét về mối tương quan giữa các đại lượng khảo sát, rút ra kết luận và ghi lại kết quả vào sổ ghi chép cá nhân và sổ ghi chép của cả nhóm, yêu cầu học sinh kiểm tra khả năng hoạt động của pin điện hóa, cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu kỹ cách dùng đồng hồ đo điện áp, dạng hiện số hay dạng kim chỉ thị, yêu cầu đề xuất dự đoán về sự phụ thuộc của suất điện động vào các yếu tố, bản chất của điện cực, khoảng cách giữa hai điện cực, kích thước của điện cực. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự đoán bằng thí nghiệm và ghi lại vào phiếu học tập NTH02, tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm tại phòng thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm theo kế hoạch, ghi số liệu đo được vào các bảng tương ứng như đã hướng dẫn trong sách học sinh. Từ bảng số liệu đưa ra nhận xét về các mối quan hệ, hoàn thiện và trình bày báo cáo sản phẩm, cả nhóm bàn bạc thống nhất lựa chọn một loại hình giới thiệu sản phẩm pin điện hóa trong các loại như poster, báo tường, tờ rơi, báo ảnh, tập sang, bản trình bày trên bao bond, video clip. Gợi ý các nhóm học sinh lựa chọn hình thức báo cáo khác nhau như poster, báo tường, tờ rơi, báo ảnh, tập sang, bản trình bày trên bao bond, video clip. Yêu cầu mỗi cá nhân đưa ra một ý tưởng thiết kế báo cáo đã chọn về các mặt, nội dung đưa vào báo cáo, cấu trúc bố cục các phần báo cáo, phông chữ, màu sắc của sản phẩm vào một góc của tờ A0 hoặc ghi vào giấy A4 rồi nộp cho trưởng nhóm. Yêu cầu thảo luận nhóm về các ý tưởng thiết kế để chọn ra thiết kế báo cáo của nhóm. Hướng dẫn và tổ chức làm việc nhóm để xây dựng báo cáo theo hình thức bố cục nội dung đã thống nhất. Lưu ý, giáo viên có thể gợi ý các nội dung cần đưa vào báo cáo gồm sơ lược về nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc cấu tạo của pin điện hóa, giới thiệu về các pin điện hóa để chế tạo với các bảng số liệu thí nghiệm thu thập được, đưa ra khuyến cáo về loại pin điện hóa có giá trị điện áp cao và có khả năng chế tạo thuận lợi, đưa ra các khả năng sử dụng các loại pin để chế tạo trong thực tiễn. Đánh giá sản phẩm và hoạt động, tiêu chí đánh giá về sản phẩm, các pin điện hóa hoạt động được và có thể sử dụng trong đời sống để thắp sáng, để chế tạo đồ chơi, pin điện hóa làm từ nước thải, có thể phục vụ sinh hoạt. Yêu cầu và tổ chức thảo luận nhóm để dựa vào các kết quả thí nghiệm đã thu được để chọn các loại các pin có khả năng tạo ra điện áp cao và đáp ứng được tiêu chí về nguyên vật liệu, cách thức chế tạo. Đề ra cách tăng điện áp nhằm đáp ứng các mục đích sử dụng khác nhau, đề xuất cách khai thác và sử dụng pin điện hóa trong đời sống, đề ra cách thức để khai thác sử dụng nước thải, nước sông, hồ, ao, mương, máng bị ô nhiễm. Lưu ý, giáo viên có thể gợi ý để học sinh thực hiện các dự án học tập như lấy điện từ nước sông Tô Lịch của thành phố Hà Nội, nước sông ô nhiễm của các thành phố, thị xã, ví dụ chế tạo các pin điện hóa tấm lớn để làm giảm điện trở và ghép nối tiếp nhiều pin vào một tấm xốp rồi đặt nổi trên mặt nước của các sông để thắp sáng các bóng đèn LED gắn trên mặt tấm xốp. Gợi ý để học sinh đề ra cách thức sử dụng pin điện hóa đã lựa chọn trong đời sống, đánh giá về kiến thức dựa trên các câu hỏi về nguyên tắc hoạt động điện áp, dung dịch và sự khác biệt giữa các điện cực của pin điện hóa, đánh giá về sản phẩm dựa trên sự hỏi về bao nhiêu pin thì đèn LED sáng, điện áp của mỗi pin là bao nhiêu, dung dịch nào là điện áp cao nhất.
về hoạt động, từng cá nhân đưa ra đánh giá, nhận xét về hoạt động và các cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của hoạt động. Đối với bản thân, các ý kiến được ghi vào sổ hoạt động cá nhân, trình bày các ý kiến cá nhân để thảo luận trước nhóm nhằm rút ra được các kết luận cần thiết về hoạt động chế tạo pin điện hóa và đề ra các ý tưởng phát triển hoặc các hướng nghiên cứu mới. Đánh giá về hoạt động dựa trên sự hỏi khi đèn không sáng thì nhóm làm thế nào, ai đưa ra sáng kiến khắc phục các lỗi khi đèn không sáng, ví dụ thắp sáng trong gia đình, làm chạy các máy điện nhỏ, chế tạo đồ chơi có sử dụng điện áp thấp, yêu cầu cá nhân học sinh ghi phiếu tự đánh giá theo mẫu của sách học sinh, yêu cầu thảo luận nhóm để xác định các ý kiến đánh giá về hoạt động, về sản phẩm, các cảm nhận phù hợp, ghi nhận các ý kiến trao đổi chia sẻ của học sinh. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm rõ các ý tưởng mới sáng tạo thông qua các sản phẩm của các nhóm, bản thu thập thông tin các pin đã chế tạo và cách thức sử dụng chúng, bản giới thiệu sản phẩm. Giáo viên tổng kết các hoạt động, đánh giá, động viên, cung cấp thông tin bổ sung, đào sâu mở rộng kiến thức của chủ đề. Các học sinh yêu thích nghiên cứu khoa học có thể thành lập thành nhóm để thực hiện các dự án nghiên cứu ứng dụng của pin điện hóa đơn giản, dựa vào điện áp tạo ra từ pin với nước để đánh giá độ tinh khiết của nước, tạo ra hệ thống đèn chiếu sáng trên các dòng nước ô nhiễm. Giáo viên có thể đề ra các nhiệm vụ vận dụng tiếp theo cho các học sinh có lòng yêu thích khoa học, ví dụ gợi ý cho học sinh thực hiện các dự án chế tạo dụng cụ đánh giá độ tinh khiết của nước, lấy điện thắp sáng từ nước thải, chế tạo sạc điện thoại bằng nước thải. Phiếu thu thập thông tin, viết các nội dung đọc, các bài đọc bài 19-25 sách giáo khoa vật lý lớp 7, bài 8 sách giáo khoa vật lý lớp 9, người đọc, ngày đọc, từ khóa, vai trò của pin, nguồn điện hóa, nội dung đọc liên quan đến từ khóa, các bộ phận cơ bản của pin, từ khóa, các thông số quan trọng của pin, cách đo các thông số của pin, nguyên tắc hoạt động của pin, mẫu CNTH01, phiếu học tập cá nhân. Nhóm, lớp, trường, tên thành viên, dựa trên các thông tin về pin điện hóa đã biết, hãy vẽ các thiết kế cho việc chế tạo pin điện hóa từ các kim loại thông thường với chất điện li lựa chọn, ghi rõ dự kiến về chất liệu của các bộ phận. Mẫu NTH01, phiếu học tập nhóm. Nhóm, lớp, trường, tên thành viên, thảo luận nhóm để chọn những phương án chế tạo pin điện hóa hợp lý, vẽ phác họa các pin dự kiến, trong đó chỉ rõ vật liệu đã chế tạo, tiêu chí lựa chọn, về vật liệu phải phổ biến, dễ kiếm, dễ chế tạo, rẻ tiền, về hình thức phải gọn gàng, chắc chắn, về gia công chế tạo phải bằng các dụng cụ đơn giản như cưa sắt, kìm, kéo. Thời điểm bắt đầu, bao nhiêu giờ, ngày, tháng. Thời điểm kết thúc, mấy giờ, ngày, tháng. Mẫu NTH02, phiếu học tập nhóm. Nhóm, lớp, trường, tên thành viên, dựa trên các pin điện hóa đã chế tạo, hãy dự đoán xem là điện áp giữa hai người phụ thuộc vào các yếu tố nào của pin, pin điện hóa. Đã lên kế hoạch thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng các dự đoán đó, bố trí và tiến hành thí nghiệm thế nào, ghi kết quả vào bảng thế nào, thời điểm bắt đầu, mấy giờ, ngày, tháng, thời điểm kết thúc, mấy giờ, ngày, tháng. 4. Mẫu báo cáo trên PowerPoint, chủ đề 3, chế tạo pin điện hóa đơn giản, mục tiêu, chế tạo được các pin điện hóa đơn giản, tiến hành được các thí nghiệm với pin điện hóa đã chế tạo, nội dung kiến thức bài 17, 18, 19 vật lý 7, sự nhiễm điện do cọ sát, hai loại điện tích, dòng điện, nguồn điện, bài 8 vật lý 9, sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn, tìm hiểu thông tin về pin điện hóa, khám phá pin điện hóa là gì, pin điện hóa thông dụng, pin điện hóa là một thiết bị dùng lưu trữ cung cấp điện năng, pin điện hóa chuyển hóa năng lượng phản ứng hóa học thành điện năng để tạo ra một pin điện hóa vô cùng đơn giản với một quả chanh, hai miếng kim loại, một cực bằng đồng, cực còn lại bằng kẽm. Cực dương, cực âm, vỏ bảo vệ kim loại bên ngoài, điện cực âm kẽm Zn, vải bọc cách ly, hắc yến khoảng không, than hoạt tính, lõi than carbon.
DCAA, A3A, 4A, PP3. Xử lý thông tin kiến thức khám phá pin điện hóa là gì? Pin điện hóa thông dụng. Pin điện hóa là một thiết bị dùng lưu trữ cung cấp điện năng. Pin điện hóa chuyển hóa năng lượng phản ứng hóa học thành điện năng để tạo ra một pin, một viên pin điện hóa vô cùng đơn giản với một quả chanh, hai miếng kim loại, một cực bằng đồng còn lại bằng kẽm. Thiết bị. Thí nghiệm 1, chế tạo pin điện hóa từ dung dịch muối, điện áp của một viên pin 0,6V, điện áp của 5 viên pin 2,98V. Thí nghiệm 1, chế tạo pin điện hóa từ dung dịch muối kết nối vào bóng đèn. Thí nghiệm 2, chế tạo pin điện hóa từ khoai tây, điện áp của một viên pin 0,56V, điện áp của 5 củ khoai tây 2,68V, điện áp của 5 miếng khoai tây 2,73V, kết nối pin vào bóng đèn. Thí nghiệm 3, kết hợp pin điện hóa từ dung dịch muối khoai tây, điện áp của một viên pin làm bằng dung dịch muối và khoai tây gần như bằng nhau 0,6V. Tự đánh giá và tự nhận xét. Sản phẩm pin có khả năng tạo ra điện áp 0,5V trên pin. Ghép nối các pin để tạo ra điện áp cao hơn để làm sáng đèn trong thí nghiệm. Có thể ứng dụng để tạo ra đồ chơi, đèn bàn học. Trải nghiệm biết cách tạo pin điện hóa từ các vật liệu dụng thông dụng. Tạo được pin điện hóa đơn giản. Sáng tạo kết hợp nhiều vật liệu khác nhau, tính toán để tìm ra được giải pháp tối ưu. Những điều tâm đắc: có được kiến thức kỹ năng về việc chế tạo pin điện hóa, trải nghiệm được quá trình tạo ra được pin điện hóa, chế tạo được pin điện hóa đơn giản. Những điều cần rút kinh nghiệm: phải có kiến thức nhất định về hoạt động sắp trải nghiệm, phải kiên nhẫn trong quá trình thực hiện sau khi thất bại nhiều lần, phải phát huy tinh thần làm việc.